chú trong khoảng bao lâu? Hứa hỏng quá thì mua thuốc mua kẹo mà ta hạn cân lắm, ta không biết. Bây giờ mình sẽ đi vô mắng ta, giờ gần tới hết rồi. Giờ la cái gì đây, nhá cho chị ố phong con đi vô ố tâm còn cậu. Ừ đúng rồi. Gì còn ít hay sao? Hello, hello mấy chị nha. Chị nào vô rồi cho em xin nút chấm mài tương tác đi cả nhà ơi. Chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài tương tác nha. À, ok chị Kim Anh, hai xíu em kiểm tra lại nha. Rồi chị nào vô rồi chấm bài tương tác dùng cho Hải đi cả nhà ơi. Chấm bài nha, hôm nay xả kho nha mấy chịu nha. Rồi tương tác dùng cho Hải với nha cả nhà ơi. Chấm bài lên đi cả nhà. Rồi lên nhanh nha mấy chịu nha. Vô nhanh đi, hôm nay xả kho nha mấy chịu nha. Lâu lắm rồi mới xả kho, với lại hôm nay sẽ xả mấy cái mẫu lẻ nha mấy chịu nha. Tại vì là lâu rồi em lên hàng nhiều á, nên là lâu rồi không có xả bớt hàng lẻ. Cả nhà hôm nay xả hàng lẻ nha mấy chịu nha. Rất là nhiều hàng luôn. Tương tác lên đi cả nhà, chấm bài dùng cho em nha mấy chịu nha. Chấm bài tương tác dùng cho Hải đi cả nhà. Có áo phông nè, có áo kiểu nè, có váy, có set, nhưng mà ít váy set nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em đơn bữa em chắc đi rồi hả chị nó? Đi rồi hết rồi chị Trang My nha. Đơn đi rồi nha, đơn đi hôm qua rồi cả nhà. Hôm nay là đơn mới nha mấy chịu nha. Hồi tối với lại hôm nay là đơn mới nha mấy chịu nha. Hãy lên combo áo trước nha mấy chịu nha. Em còn ít lắm. Còn ít combo đúng không nha? Em dù cái hàng ở ngoài đó vô này. Cái chỗ này rồi lên nhanh nha mấy chịu nha, tương tác dùng cho Hải với. Hãy lên combo áo trước đi cả nhà. Cái này Hải có nhiều mẫu quá nhưng mà giờ Hải không có lôi ra được á mấy chị ơi. Có ít nha mấy chịu nha, cái này mẫu mới hoàn toàn á, cho chị cái trắng này. Mẫu mới hoàn toàn luôn ha. Rồi chị nào vô rồi chấm bài dùng cho em đi cả nhà ơi. Hôm nay sẽ lên hàng mẫu lẻ nha cả nhà nha. Mẫu xem cái này đẹp nè. Nhưng mà cái này chị nào ưng lấy combo áo thì ghi dùm em ha. Em bán chi ăn mấy chị trăm ngàn ba cái hàng 0888. Cái này em mới về lại nhưng mà em có số lượng ít cả nhà ơi, không có số lượng nhiều nha. Mùa này bữa nay mấy chị mang sướng lắm ấy. Hàng 888 nè. 888 nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, combo áo dùng cho em, ba cái 100 ngàn. Chị nào ưng lấy combo thì chốt dùng cho em ha. Bắt đầu lên xã nha, lên xã hàng đây là Hải sẽ không lên hàng tặng nha mấy chịu nha. Combo áo 3 cái 100 ngàn, chị lên mã chia sẻ like với em mấy chị ạ. Bữa nay Hải lên hàng xã nên là sẽ không lên hàng tặng, Hải lên luôn hàng nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, combo áo dùng cho em, 3 cái 100 ngàn. Hàng thun này mang sướng lắm luôn á cả nhà ơi, riêng nha mấy chịu nha. Riêng khách em chị nào cũng mua 4-5 combo hết trơn cả nhà, cái này em về thay em lại cho mình thôi. Nhưng mà em có ít nha. Cho không vô được thì không. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, combo áo dùng cho em, A1 dùng cho em. Combo áo 3 cái 100 ngàn, chia sẻ like tương tác giúp em ạ. A1 combo áo lên giúp em mấy chị. Lấy hàng ngồi đó đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, dục đại luôn đi. Dừng dục, em không? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, combo áo dùng cho em. Em nhận được rồi nha chị Nguyễn Văn Anh nha, em nhận được rồi. Rồi lên liền cho em mã combo áo dùng cho em, 3 cái 100 ngàn nha. Bắt đầu chuẩn bị lên hàng. Combo áo 3 cái 100 ngàn chia sẻ like tương tác cho em ạ. Để lên hàng sale nha mấy chịu nha, ít lắm luôn, không có nhiều cho mấy. Đơn tối hôm qua là dùng đơn với ngày nay, hôm nay ngày mai đi mấy chị nha. Hôm nay, tối nay nữa là ngày mai đi đơn nha mấy chịu nha. Hãy gom 3 like nha mấy chịu nha. Bữa nay ví dụ như là ngày mai đi đơn là cả trưa Hải sẽ không like, Hải like cả tối, và cả tối sẽ dồn qua với ngày mai nha mấy chịu nha. Nên mấy chị để ý dùng cho em nè.
Nhưng mới chịu nha, tại vì bữa nay hãy bận á, nên là hãy không có lên được ca. Combo áo 100 ngàn 3 cái lên giúp em à, cho Nguyễn Tâm Mai 79 cho Sang Trần 191. Rồi lên liền cho em mã combo áo dùng cho em 3 cái 100 ngàn, lên lại đi cả nhà. Lên mã combo áo 3 cái 100 ngàn giúp em à. Chụp cái sọc này ra ngoài đi, chụp gì đây không. Rồi lên liền cho em mã combo áo dùng cho em. Combo nha, 3 cái 100 ngàn. Trời ơi, hàng này nè, đẹp lắm đó, có ít nha. Còn cái này like quá trời like luôn rồi. Lên mã combo áo 3 cái 100 ngàn giúp em, bây giờ cho Kiều vô. Combo áo đi cả nhà, bữa nay bắt đầu em xả kho chắc mấy hôm đó cả nhà nha. Không combo áo Đoàn Lan Hương 2 combo. Để xả bớt kho để nó rộng bớt chỗ cả nhà. Combo áo lên giúp em đi ạ. À. 100 ngàn mới trả 3 cái ạ. À. Combo áo cho Thanh Đồng. Chị ơi, chị Thanh Đồng ơi, không trộn màu chị nhá, trộn màu với em có lên à. Ôi trời ơi, 100 ngàn 3 cái rồi trộn màu. Lên đi, chị nào muốn hàng em không nghe máy chị cọp với em ha, cho mình tài khoản đi rồi trốn với chị nhá. Combo áo 3 cái 100 ngàn mình không bốc màu với chị nhá. À, cái máy này là Hải Lai là hàng 179 ngàn. Rồi lên liền cho em mà A2 dùng cho em. A2 size L này tặng với chị 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mà A2 size L 89 ngàn nha. A2 size L 89 ngàn, hàng 179 ngàn, có 2 con. Cái này là hàng siêu siêu ít luôn nha, không có số lượng nha. Một cái, hai cái, nhiều nhất là 3 cái. Ừ. Nhiều nhất là 3 cái nha, không có số lượng đâu phải nha. Thế là chị nào chốt thì lên nhanh ha. Rồi lên liền cho em mà A1 đi cả nhà ơi, A2 chứ lộn. A2 size L dùng cho em nè, 89 ngàn, hàng em like là 175 ngàn, mà nó còn 2 cái này là em tặng luôn nha. Rồi lên liền cho em mà A2 đi cả nhà. A2 dùng cho em nè. Chốt liền cho em mà A2 dùng cho hả? Trời ơi. À, lên giúp em CL 89 ngàn combo áo hình mi chiêu. Lên liền cho em mà A2 đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mà A2 89 ngàn lên giúp em ạ. Rồi em lên tiếp nha. Cái màu vàng CL mà A2 89 ngàn nữa trời. Trời ơi, nghĩ sao cái đầm nó không lái, xịn lắm luôn ấy. Nha, em về tới 100 con, em còn đúng 2 con duy nhất. Em xe 89 ngàn, hẹn em like là 108 đó. Chị nào xem like là biết. Rồi lên liền cho em mà A3 dùng cho em. A2 89 ngàn A3. Trời ơi, mấy bà ơi, nghĩ sao không chốt cái A2 đó vậy, đẹp lắm luôn ấy. Hàng của Văn Lâm á cả nhà ơi. Hàng 108 đó, không phải là hàng rẻ đâu nghe. Rồi lên liền cho em mà A3 size S dùng cho em 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mà A3 size S dùng cho em 69 ngàn dùng cho em. A2 89 cho mèo nâu. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A3 dùng cho em. A3 nha, 69 ngàn, nhiều lúc nó rẻ ôi là rẻ mà lại nó không chốt. A3 lên cho em 69 ngàn ạ. Rồi lên liền cho em mã A3 size S 69 ngàn. A3 quần nâu sẽ 69 ngàn cho Nguyễn Nhung, cho Nguyễn Phương Hàm. Rồi lên liền cho em mà A4 tặng mấy chị con này 59 ngàn. A3 còn một con cho Đằng Lan Hương. Rồi lên liền cho em mà A4 59 ngàn, một con áo sơ mi trắng nha. Nhưng mà nó không phải là vải thường đâu. Còn nó là vải chắc mà chắc gì ta, gọi là chắc xước đó cả nhà. Vải đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mà dùng cho em mấy anh? 4. A4 dùng cho em nè. Lên liền cho em mà A4 nha cả nhà nha. Tặng luôn mấy chị luôn 59 ngàn. Lên liền cho em mã A4 59 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A5 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã A5 39 ngàn. Rồi lên liền cho em mã A5 39 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A5 dùng cho em 39 ngàn dùng cho hãy nè. A5 nha cả nhà nha, 39 ngàn. Phôm cho mấy chị nào mà 58 cái đồ. A4 59 ngàn, Đoàn Lan Hương 4 con. Áo em mặc có nha mấy chị nha, đùm lên em mặc có bán. A5 dùng kìa. Rồi con này có 2 con, chứ gì nào nhâm thì có nha. Duy nhất 2 con luôn. A5 39 ngàn. A6 2 con duy nhất 69 ngàn. Cho chị nào nhâm thì có, chậm là hết nha. Cố gắng chốt cho chị nào đủ đơn thì cho mấy chịu nha, tại vì sale á. A539 cho Thanh Rồ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A539 ngàn cho chị ạ. Đoàn Lan Hương 3 con. Rồi lên liền cho em mã A6 dùng cho em 69 ngàn. Cố gắng chị nào có đơn đủ chốt đủ đơn nha mấy chịu nha. Rồi, trời ơi cái này giờ A6 lên cho em 69 ngàn đi ạ. Cho em mấy bà ơi, giờ không biết xem cái con này bao nhiêu đi. Rồi lên liền cho em mã A7 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã A7 xả luôn nè. Xả cho mấy chị 79 ngàn này, bấm bụng xả đó cả nhà. Hàng em like là hàng 139 ngàn con áo này nha. Rồi lên liền A6 cho Trần Trinh.
Rồi lên liền cho em mã A7 dùng cho em đi. Lên liền cho em mã A7 nha cả nhà nha. Em tặng luôn mấy chị con này 79.000, hàng 139.000 nha. Một con áo này nó phối này cả nhà. A6 này là hơn nha, hàng siêu xịn của Hải luôn đó. Rồi lên liền cho em mã A7 dùng cho em 79.000. Rồi chốt liền cho em mã A7 dùng cho em 79.000 dùng cho em. Chốt liền cho em mã A7 79.000. Mấy chị xem like xem bấm bài tương tác dùng cho em nghe. Con lên liền cho em mã A7 dùng cho em 79.000. Thật sự luôn, bấm bùng xả cái con này đó chứ không muốn xả đâu cả nhà. Con này đẹp lắm ấy. A7 lấy giúp em 79.000, A6 em hết rồi. A5, A6 em hết rồi, mấy chị ơi lên mà A7 lấy 9.000 giúp em. Rồi con này cũng xả luôn. A8 dùng cho em. Xả luôn 79.000 luôn. Rồi lên liền cho em mà A8 79.000, cái này xịn lắm. A7 lấy 9 cho trơn trơn. Nè con áo tuôn này toàn Hải like, nói chung là trên 100.000, không có dưới 100.000 luôn. Tại vì Hải nhập rất là đắt luôn. Ba con duy nhất thôi cả nhà, đây này còn không nhỉ? A7 là Hà Thiên Trang. Rồi lên liền cho em mã A8 đi cả nhà ơi. A8 nha. Lên liền cho em mã A8 dùng cho em 60.79.000. A7 5 con này Lan Hương. Rồi lên liền cho em mã A9 dùng cho em 179. A7 Kinh Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã A9 109 xả luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A9 dùng cho em 109.000. Con này mấy chị mặc với lại quần dáng baggy cũng đẹp. A7 Nga Bi. Rồi lên liền cho em mã A9 dùng cho em 109.000 dùng cho em có cầu vai cho mình. Có cầu vai ha. Chốt liền cho em mã A9 dùng cho em 109 dùng cho em. A8 Nha Vivi. Rồi lên liền cho em mã A9 dùng cho em 109.000. 109 nha cả nhà nha. Áo ren dùng cho em. A7 áo trắng em còn một con chờ lấy chút liền cho em mấy chị ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A8 cho Trân Trân. TV là lấy A8 chứ nào lấy A7. A8 mới đốt A8. A8 TV có rồi nha, A8 Nguyễn Phương Hàm. Rồi lấy liền cho em mã A9 liền cho em. Gì đây? Còn nhiều dây chút này. A8 em hết rồi ạ. Ở đây em mã A8 hết rồi mấy chị ạ. Rồi lấy liền cho em mã A10 dùng cho em tặng mấy chị luôn 69.000. Lên liền cho em mã A10 69.000, có 2 xé thôi. A8 là áo đen hết rồi mấy chị ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A10 đi cả nhà. A10 nha, tặng mấy chị 69.000, có 2 xé thôi. 65kg đổ lại men ok. Cái này mấy chị ơi hãy like từ từ nha. Hàng sale nó có ít nên là lên từ từ cho mấy chị. Chị Nam đi ơi, tập đi rồi chốt nha. Cảnh báo rồi. A10 giúp em 69.000 ạ. Rồi lên liền cho em 11 dùng A10 Ivy Nguyễn. Rồi 11 A10 hình vi. 11 size M này cả nhà. 11 size M nha, nguyên set luôn, tặng mấy chị 79.000. Lên liền cho em mã 11 size M đổ lại men ok 79.000. Lên liền cho em mã 11. 11 79.000 lên giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã 12 dùng cho em này. 11 Như Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 12. 60kg đổ lại men ok, xả luôn 79.000. Chị nào có đơn cố gắng chọn đủ đơn dùng cho em nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 12 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 12 dùng cho em 12 nha, 79.000, 65kg đổ lại men ok 3-4 set. Lên liền cho em mã 12. Chốt liền cho em mã 12. 11 em còn một set 79.000 giờ lấy chút luôn em ạ. Lên mã 12 79.000 giúp em mấy chị nha. Rồi cái này là nguyên cục bộ nè, chị nào lấy không? 12 cho chị cho Khoa Khoa. Đây cái này nguyên cục bộ nè. Bạn nào ưng ôm thì ghi ôm dùng cho em nha. Ghi dùng cho em chữ ôm thì em cho ôm luôn, nốt luôn. Đây mấy chị, ôm luôn cho mấy chị luôn 79.000. 12 cho Nguyên Phương. Lên liền cho em mã ôm dùng đi. Ôm 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 ôm. Ôm nha. Ôm dùng cho em 79.000 toàn bộ không nha. Đây. Này là số 8 là 139.000. 12 hả anh? Đây mấy chị ơi. Ngày hôm qua là 99.000 đúng không? 12 lên giúp em 79.000 cho Như Nguyễn Phước 1. Sao cầu. Rồi lên liền cho em mã, không ai ôm em lên nha. Rồi lên liền cho em mã 13 dùng cho em 99.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 13 99.000, số 8 dùng cho em nè. 13 dùng cho em 99.000, phone này cho mấy chị nào mà 60kg đổ lại men ok. Lên liền cho em mã 13. Mười hai em hết rồi.
ôm cho Phạm Viên ôm đi. Trời ơi nó đẹp như thế này luôn ấy. Cho Phạm Viên ôm đi. Ôm rồi bao nhiêu? Ôm 79.000. Chút lẹ đi cả nhà. Ôm 79 cho Phạm Viên. Rồi tiếp nha, xả luôn con này luôn cho mấy chị luôn. Cái con này con nó ở đây nữa. Cục này còn. Cục này còn. Hả? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 14 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 14 tặng luôn mấy chị con áo này 69.000. Lên liền cho em mã 14 69.000 dùng cho em 14. Rồi lên liền cho em mã 14 69.000. Phong này là không phải là phong rẻ nha. Không phải là phong của mình nha mấy chị nha. Phong này của em là phong Việt phong kiểu. Phong kiểu hàng Hàng Châu nha. Em lên là hàng 119 139.000 không. Không có bán giá này đâu, còn ít lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 14 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 14 69.000 ba con. Cái nơ không thấy đẹp rồi đó cả nhà ơi. 14 cho em 69.000 mã 13 đến em. Có chị ơi em chốt ôm rồi ạ. 14 Dung Nhi 69.000. Chị nào có đơn cố gắng chọn đủ đơn trên 69.000 giúp em để ngày mai em video luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 14 Nguyễn Hiền. 15 này nhưng mà size bạn nào mặc size S thôi, mang rất là đẹp luôn. Cái kiện này kia ha. Này 239.000 em tặng luôn cho mấy chị 49.000. Rồi lên liền cho em mã 15 49.000 dùng cho em. 14 cho Dung Nhi có rồi, 14 Bạn Duyên. Rồi lên liền cho em mã 15. Con đầm này mặc lên cưng lắm đó nha. Siêu cưng luôn, cái sau lưng của nó là như thế này nè mấy chị. Hà Phương Thảo vẫn mới mã kèm số điện thoại giúp em ạ. Con đầm này mặc lên đẹp lắm, 15 dùng cho em 49.000. Rồi lên liền cho em mã 15 dùng cho em 49.000. Đầm này mặc lên cưng lắm á, siêu cưng luôn. Lên liền cho em mã 15 dùng cho em 49.000. Mặc lên dưỡng 15 như Nguyễn 411. Lên liền cho em mã 15. Lên mã 15 giúp em 49.000 đi à, cho Trương Cẩm Thúy. Không có gì Phương ngồi nhà cố gắng vừa xem và chẳng tương tác lên giúp em mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 16 dùng cho em. 15 cho Camila. Cha gu của bà nào 50kg đổ lại nghe. 16 tặng luôn 59.000. Rồi lên liền cho em mã 16 59.000. Dễ thương chưa? 15 cho Thảo Nguyễn. Chiếc váy này đi sỉ phải là tầm khoảng 160. Thảo Nguyễn ơi, khách mới mà kèm số điện thoại giúp em chị nha. Nha, đi sỉ 160 đó phải kaki nha. 14 69.000 cho Hà Phương Thảo. Rồi lên liền cho em mã 16 50kg đổ lại này ok tặng với chị luôn. 59.000 luôn, chân váy dễ thương lắm mất cả nhà. Mấy chị biết sao không, chân váy này nó không phải là khó kéo bên hông đâu, mà cái chân váy như thế này là mấy chị thấy nó là đắt tiền rồi. Nó không phải là một con chân váy mà khóa giục nước bên hông thôi cả nhà ơi. Đây nè, này mấy chị mặc rất là sướng luôn, cái đồ rất đẹp, có quần bên 50. Trong 59.000. 16 Thanh Vân Hoàng Thị. Rồi lên liền cho em mã 17 dùng cho em nè, 69.000. Thảo Nguyễn đến mới mà kèm số lợi cho em chị ạ. Áo này phải lấy nha. 16 Ivy Nguyễn. Riêng áo phong nào không lấy chứ con này mấy chị phải lấy đi, nó rất là đẹp luôn. Hàng đắt của nhà Hải đó, 100, trên 100.000. Rồi lên liền cho em mã 17 cả nhà. Lên liền cho em mã 17. 17 nha, tặng mấy chị luôn, 69.000, siêu đẹp luôn. Lên liền ok, Thảo Nguyễn nha. Nè, không lấy chứ lên con này đi cả nhà. Những cái dòng này, vì sao em sợ 69.000 mấy chị nhận về, mấy chị thấy con áo nó giá trị như thế nào nha cả nhà nha. Chất rất là đẹp luôn, giặt nó giặt vô tư không bao giờ bị xài áo luôn. Rồi lên liền cho 17 hả anh? Lên liền cho em mã 17 dùng cho em, 69.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 17, 69.000. 17 Trần Văn Khánh. Rồi em có mấy con áo polo này cả nhà. Em xả luôn mấy chị ha. 17, 69.000 lên giúp em đi mấy chị ơi, cho Dung Nhi. Rồi lên liền cho em mã 18 dùng cho em nè, 69.000 áo polo luôn. Trời ơi, mùa này mặc polo là đúng bài rồi cả nhà. Polo này là chắc phải polo, không phải là như hàng thun trên thị trường đang bán đâu nha. Rồi lên liền cho em mã 18, 69.000. Rồi lên liền cho em mã 18 dùng cho em, 69.000 vải polo cả nhà. Em bán cái giá này là bằng cái giá vải thun á, nhưng mới chịu nha. 17 Nguyễn Hiền. Em trả mấy chị luôn, nốt 69.000. 17 Xuân Minh Trần. Rồi lên liền cho em mã 19 lên màu dùng cho em. 19 lên 17 màu. 17 Trần Em. Màu xanh với màu hồng mỗi thứ một con. Rồi lên liền cho em mã 19 lên màu xanh với hồng. 19 kèm màu dùng cho 17 nhỏ lên. 19 lên màu xanh hồng 69.000, không có nhiều nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã 19 lên màu xanh hồng. 18 Nabi. Mấy chị ơi, chị nào có đơn cố gắng chọn đủ đơn dùng 18 Kim Tuyết. Xem like cho em xin nút thả tim thả like nha mấy chị nha. Tương tác bài viết thì chấm bài tương tác dùng cho em với. Chấm bài tương tác với Hải nha. 18 là áo polo mấy chị ạ, 18 Nguyễn Tâm. 19 bao nhiêu? 19 bao nhiêu? 19 69.000.
tiền nào? Không, tao tiền. Mười bảy lúc nãy Trần Yên nhỏ lên có rồi ạ. 18 em hết rồi mấy chị ơi, 19 xanh cho Nabi. Lấy con váy này mang đi cả nhà, mặc sướng lắm luôn. 20 hả? 20 dùng cho em 69 ngàn luôn. Mã 19 em còn một con màu hồng ạ. Rồi lên liền cho em mã 20, 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 19 hồng cho Nguyên Phương. 20, 69 ngàn, size M 3 con. Hàng ta bao nha, hàng ca size này. Hết mã 19 lên mã 20. Rồi lên liền cho em mã 20 dùng cho em 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 20 dùng cho em 20 nha mấy triệu nha. Chốt liền cho em mã 20 dùng cho ai 20, 69 ngàn cho em mã 19 em hết rồi mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 21 dùng cho em xả luôn mấy chị, con này 59 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em 20 cho Trần Gấm. Rồi lên liền cho em mã 21 dùng cho em. Lên liền cho em mã 21 nha cả nhà nha. 21 dùng cho em 59 ngàn. 20 cho Nguyễn Tâm, 20 Nguyễn Văn Anh. Hết mã 20 lên mã 2459 ạ. Rồi chị nào được cái váy này đây. Không có gì mèo nào nha, 2459 cho chị Nabi. Rồi chị nào được cái váy này đây. 20 à. 22 21 Kiều Dung 22, 89 ngàn nha. Con này mà mấy chị đi sỉ mà không dưới 300 ngàn em nghĩ bán hàng luôn hết thật luôn á nha. Một cái đầm xô như thế này, hàng to to mấy chị biết nó siêu đắt luôn á nha cả nhà nha. Nè rồi lên liền cho em mã dùng cho em 20 mấy anh. 22 dùng cho em đi cả nhà ơi. 22, 89 ngàn luôn. 22 là giúp em 89 ngàn đi ạ. 22 21 em hết rồi chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 22. 22 là Nguyên Thảo. Rồi lên liền cho em mã 23, 69 ngàn. Con đầm này siêu dễ thương luôn. Hoa nhí màu vàng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 20 3. 23 dùng cho em nè. 22 em có một con thôi ạ. Rồi lên liền cho em mã 23 đi cả nhà. 23 nha, 69 ngàn. Lên liền cho em mã 23, 69 ngàn dùng cho em. Rồi cái này em có hai set hàng của đô la mi nè cả nhà ơi. Hàng của nó người ta bán 300 mấy ngàn một set. 23 là giúp em 69 ngàn cho sang trần. Rồi lên liền cho em mã 24 nè, tặng luôn. 23, 69 ngàn cho Ngô Lậu em. 24 này là size S thôi nha. 24 size S nè, tặng luôn cho mấy chị 79 ngàn. Chị nào có đơn cố gắng chọn đủ đơn trên 89 ngàn để ngày mai lên đi đâu mấy chị hả? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 24. Cái này là quần nha, đẹp hề. Mấy chị cầm hàng lên mấy chị cảm nhận được cái giá này nó quá là rẻ luôn ấy. Nha mà nó rất là đẹp cả nhà. 24 Tú Minh 89 ngàn. Nha, rất là đẹp luôn chứ không phải là hàng thường nữa. 24 là 79 ngàn. 79 ngàn. 24 79 cho Tú Minh. 24 79 cho Camila. À, như cái cục áo này nó còn cái hàng đó nha. Nhà mấy cục hàng có thu nữa rồi. Nay chủ rất tinh thần lắm chị. Rồi lên liền cho em mã 25 dùng cho em, 69 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 25, 69 ngàn. Phong này khỏi phải bàn nha mấy chịu nha. Nói về độ chất của nó là thôi. 24 em hết rồi chị Hà Phương Thảo ơi. Siêu đẹp nha mấy chịu nha. Cái này là em nhập là hàng phong của hàng Hàng Châu. Em like là trên giá 100 ngàn. Không có giá dưới như thế này. Hôm nay chỉ có duy nhất hôm nay xả cho mấy chị thôi. 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em hai mấy không? 25 dùng cho em nè. 25 Nguyễn Thị Thảo. Lên liền cho em mã 25 dùng cho em. 25, 69 ngàn thôi chứ em nhỉ? Em có được 3 25 Thanh Tuyền. Bạn nào ôm ghi chữ ôm dùm cho em, cho ôm luôn 69 ngàn mỗi mẫu có một con. 25 cho Thu Huyền. Đây nha, này là hàng đắt nè, con này lúc nãy like 79 ngàn nè. Bạn nào ưng ôm thì ghi chữ ôm em cho luôn, ôm 69 ngàn nhưng mà chế nào. Em mấy chị nè, uy tín nha chứ đừng bôm nha. Bôm là không có cho ôm đâu cả nhà ơi, bán lỗ rồi mà. Đây nè, cái con hàng mát nè, mấy chị 139 ngàn đó. Cho lấy ôm ghi ôm dùm cho em 69 ngàn thôi. Ôm đồ ăn hương. Rồi lên liền cho em mã dùng đi. Rồi lên liền cho em mã áo 79 ngàn mà mấy. Lên liền cho em mã 26 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 26. 26 nha mấy tình yêu nha, 79 ngàn. Một à, 100 mấy nè, 129 ngàn đó. Xả luôn mấy chị 79 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 27 dùng cho em nè. 27 một con dùm nha. Váy rinh em mặc là 100 mấy nha. Váy rinh em mặc là 159 ngàn. Chị nào ưng lấy thì chốt váy rinh. 26 thì 79 nè. 26 79 ngàn.
Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 27 dùng cho em này, xả luôn cho mấy chị luôn 89.000 cho em dùng. Thấy 679 cho chào Nguyễn. Em mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 27 dùng cho em này 89.000. Lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Giúp mã 27 89.000 giúp em. Rồi lên liền cho em mã 28 này cả nhà. Rồi lên 28 xả luôn mấy chị 89.000 size M. À size này size S thôi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 28. Với rinh em mặc cái hộp với rinh em mặc là phải là 65kg đủ lại mang được luôn nha. Size này S, size M, size L, size theo đều mang được hết á. 159.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em những ruby bấm ra đi. Hai mấy cái này là hai mấy? 28 dùng em 89.000 luôn. Tay áo phong nhỉ, áo phong tan xanh. Trời cái này phải đi lục hàng quá đó. 28 mới giúp em rầm màu kem 89.000 ạ. 29 dùng cho em 69.000. Trời ơi nhận cái phong này là ghiền đó cả nhà nha. Nhận cái phong này là bị sẽ bị ghiền nha. Nhưng mà duy nhất là 28 cho thôi chị ạ à. Nha để hết đó. Lấy đi cả nhà. Rồi lên liền cho em chị nào lấy váy rinh. 28 vấn lên 28 Nguyệt Nhi. Chị nào lấy váy rinh ghi váy rinh dùng cho em ha. 159.000. Váy rinh mua 159.000 trên thị trường không bao giờ có đâu cả nhà ơi. Mà chắc rinh nó rất là đẹp nha. Hàng này của Hải là hàng Thái á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 29 dùng cho em 69.000 chốt lại này mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 29 69.000. Lên liền cho em mã 29 69.000 dùng cho em phong tan xanh dùng cho em. Chưa gì chồng thôi, chưa được mã nào hết chị ạ. Với trên 159 nha hả? Với hỏi mặt mấy chị ạ, 159.000 ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em có rồi nha chị Ruby nha. 29 đồng em hơn 3 con 69.000. Rồi lên liền cho em mã 29 69.000 dùng cho em phong tan xanh. Trời ơi, nó chuẩn hàng rét 11 luôn á mấy bà. Chính Nguyễn Hiền. Hàng đắt đi. Vô tay Hải chứ nó thành hàng gì mấy bà ơi, nó thành cái giá gì mà nó rẻ. Thôi chính là cho em 69.000 có phong màu ghi ạ. Thôi 19 cho Nabi. Trả luôn 80. Thôi tặng luôn mấy chị 29 cho em 69.000 đi ạ, cho Thanh Lê. Rồi 30 dùng cho em 79.000. 28 em hết rồi. Rồi lên liền cho em mã 30 đi cả nhà, 79.000. 30 đầm của Yến. 29 xung quanh trần. Không nhớ luôn cả nhà ơi. Không hình dung là cái đầm này về khi nào á. Bán xả luôn đi. Rồi lên liền cho em mã 30. 29 cho Trân Trân. Rồi lên liền cho em mã 30 đầm của Yến dùng cho em. Cái này mà mai đi du lịch là thô luôn á cả nhà nha. Siêu đẹp luôn, dưới là đuôi cá nha. Rồi lên liền cho em mã 30 dùng cho em 79.000 dùng cho em. Với riêng 159 cho Liên Hương, Liên Hương. Lên liền cho em mã 30 đi cả nhà ơi, 79.000. 30, 79 cho Trâm Nguyễn. Lên liền cho em mã 30 dùng cho em 79.000. Rồi lên liền cho em mã 30, 79.000 lên cho em đi ạ. À. Màu đỏ với chị nhá. 31, 59.000 áo sơ mi. Rồi lên liền cho em mã 31 áo sơ mi dùng cho em nè. Đây mấy chị nè. Áo sơ mi nha. Sơ mi dùng cho em phone này mấy chị nào mà 58kg đổ lại men ok. Sơ mi bên hông của nó sẽ có gài nút cho mình hai bên nè. Con sơ mi này đẹp lắm. Lên liền cho em mã 31. 31 nha. 59.000. 31, 59.000 ba con Đà Lan Hương. Lên liền cho em mã 31 đi cả nhà. 31, 59.000 cho Thanh Huyền. Rồi 32 xả luôn 59.000 đi. Lên liền cho em mã 32, 59.000 áo thun này. 31 cho Thanh Tuyền. Áo thun này phải mặc lên nha, tại vì cầm lên nó sẽ bị tủ ngay chỗ đây nè. Nhưng mà mặc lên thì rất là đẹp cả nha. Mặc lên đẹp. 31 cho Cẩm Loan. Rồi lên liền cho em mã 32 dùm cho em. Lên liền cho em mã 32 này cả nhà. Mặc vô rồi mới thấy đẹp được. Hết mã 31 à. Nó sẽ làm cái ngực ngay chỗ này nè mấy chị. Nó sẽ có cái tà chéo qua đây nè. Xong rồi lên đây nè. Cái con này đẹp lắm. Lên liền cho em mã 32 dùm cho em 59.000. Lên liền cho em mã 32 59.000. Con này mấy chị mặc với chân váy cũng rất là đẹp nha. Cái cổ của nó quan trọng cái này nè, cái cổ nó đẹp cả nhà. Lên liền cho em mã 32 đi cả nhà ơi. 32. 33 con Đà Lan Hương 59.000. 59.000 thôi. Chị nào có đơn mấy chị cố gắng chọn đủ đơn trên 89.000 giúp em mấy chị ạ. Để ngày mai em đi đơn luôn rồi. 32 Nguyễn ăn đi. 32 mặc lên đẹp lắm luôn á. Còn cái này là một con đầm body hàng CN 30. 33 dùng cho em. Có liền cho em mã 33 tặng cho mấy chị luôn 89.000. 33 89.000. Lên 33 nha. 33 89.000 dùng cho em hai con đầm. Body. Thêm hai cho đầm ăn luôn. Hai con đầm body hàng CN dùng cho em. Và cái dưới cái vạt của nó rất là đẹp nha.
Rồi lên liền cho em mã 33, 9.000 luôn. 33 lên cho em 89.000 đi ạ. 33 là Lan Hương 89.000. 33 em còn một con cuối cùng giờ lấy chút luôn cho em đi ạ. 33 là một nâu 89.000 chị ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng kem này, 34 dùng kem. 34 69.000 một con duy nhất. Rồi lên liền cho em mã dùng kem 34. Ở đây nó có chung cho mình nha, nên là mấy chị mặc size M đổ lại là may ok. 34 69.000. Chúc em mã 34 69.000 dùng kem. 34 69.000. 34 trần gấm. Rồi lên liền cho em mã 35 dùng kem size M đổ lại may ok 69.000. Con này nó có dây cọc. Có dây cọc eo vô ha, ở phía trước của nó làm nhún nè mấy chị. Nhún nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 35 dùng kem 69.000. 34 có một 34 cho sang trần. Ê, cái này là cái gì đấy, cái đầm body hả? Cái vải nó mát dí sọ luôn á mấy chị, mà nó mát lắm mấy chị ơi, siêu mát luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em này 36 à. Rồi lên liền cho em mã 36 đầm ta bao này, tặng luôn mấy chị 49. Còn chị Lưu Nhã Kỳ nhá, chị nào lấy đầm dinh hãy mặc lên mã đầm dinh 159.000 giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã 36 dùng cho em. Con đầm này là hàng body, hàng tơ bao cả nhà ơi. Phải nó sao quá, thiệt quá. À, con này như em nghĩ là mặc quấn á cả nhà ơi, chứ không phải là đầm có tay đâu. Rồi lên liền cho em mã 36, 49.000 dùng. Xong nữ cánh mới mặc kèm sớm rồi với em ạ. À. Nè, trời ơi đẹp lắm luôn ơi. 36 cho BB 49.000. Phải nó mát lạnh luôn, phải siêu siêu mát luôn á. Xong nữ mặc kèm sớm rồi với em chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 36, 49.000 đi cả nhà. Đầm body nha. Lên liền cho em mã 36, đầm cao bao dùng cho em. Chút liền cho em mã 36. Đang đi tìm cái gì nhiều nhiều ra cho mấy chị trước. 36 cho thầy Linh Nguyễn 49.000. Trời vải siêu mát luôn ấy. 36 cho em 49.000 kìa, cho chú Cẩm Thúy 49.000. Rồi lên liền cho em mã 37, size M dùng cho em 49.000. Lên liền cho em mã 37, chân váy đi làm công sở nè. Đi mua ở đâu mà được cái chân váy công sở như thế này 49.000 mà vải này cả nhà. Vải xịn nha, không phải là hàng cắt hàng nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 36 trần công thủy 49.000. 37 lên size dùng em size S size M. 37 kèm size S M đi cả nhà. Hai con S một con M. 35 lúc nãy 69.000 cho xong nữa. Không, 37 lên size S M dùng cho hải gì, hai con S một con M 49.000 còn không nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 37 dùng cho em được hàng nhiều cho chị. Chị nào có đơn chị cố gắng chọn đủ đơn trên 89.000 để ngày mai bên đi đơn luôn mấy chị ha. Rồi có cả size L nữa nè. Rồi lên liền cho em mã 37 có size L nữa nè. Rồi lên liền cho em mã 37 size L luôn. Chị nào mặc size L lên size L dùng cho em 37L. Trời đi mua ở đâu được cái chân váy này 79. Áo lộn 49.000. Đẹp lắm á cả nhà ơi. Nè, làm gì đi làm đúng không? Này mình mặc với áo thun mình may. Chân váy cái gì kèm size ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 37 size L nữa nè. Rồi lên liền cho em mã 37 size L nha, 49.000. Chị nào mang size L thì chốt nè. Cái này phối với áo 37 mấy chị kèm size SML mấy chị hả? SML dùng cho em. Nhưng mà S có 2 con, M có 1 con và L thì 37 size S cho Ngô Thảo Nguyên 49.000 thôi cả nhà. 37 size M cho chị Thanh Vân Hoàng Thị. Rồi lên liền cho em mã 37 lên size dùng em. SML dùng cho em. Cho chị Thanh Vân Hoàng Thị L đi em. Rồi lên liền cho em mã 37 lên size dùng cho em. Lên liền cho em mã 37 lên size SML dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 37 chị nào lấy xe gì lên xe nói với em đi mấy chị ạ. 38 69.000. Ủa cái này bán tiếp quá đấy. 37 xe M Trần Thu Thủy. Rồi lên liền cho em mã 38. 37 bên chỉ còn một con SML thôi mấy chị ạ. Mấy chị lên lại mã 37 kèm sai với em ạ. Sẽ là Hoàng Minh Trần 38 nha. Lên liền cho em mã 38 69.000. Nó thề luôn á bạn ơi nha. Có phải xe chứ Hương Hồn. Mua áo phông mà chốt một con là không được đi đơn nha. Cố gắng mua hai con nha. 37 bên chỉ còn xe lờ thôi ạ. Xuất sắc luôn á. Mấy chị ơi, mua của em ba con dạ. Mấy chị ơi, đúng hàng như thế này chỉ mua được một con thôi. Em nói thật sự luôn á. Hàng người ta bán 200-300 ngàn. Tên gì chị? Rồi lên liền cho em mã 38 lên size SML dùng. Tên gì chị? 38 kèm size SML dùng cho em. Chị nhắn tin qua fanpage giúp em đi chị, giờ em đang like. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 38 lên size SML. Có phải SML tính với Hoàng Thị? Hả?
Rồi lên liền cho em mã 38 lên size S. Alo, 37CL thân hàng. 38 không có. 38 là không có size nhầm. 38 69.000 áo thun phải nói nhầm. 38 không có size. Đọc nhầm với chứ ơi, 38 không có size. Rồi lên liền cho em mã 38. 38 không có size nha. 38 69.000 cho em ạ. 69.000 không có. 38 thân tiền. Ủa đứng nào có chuyện đó con á, anh coi được. Không có chuyện đó con. 38 có mấy. 38 lên giúp em 69.000 đi Hà Tiên Trang. Rồi 38 lên thanh xà bò. 39 dùng cho em 39.000. Rồi lên liền cho em mã 39, 39.000. Thì cái này mà mặc cái chân váy lúc nãy nó mới chịu. Mà khóc, đúng rồi, mà khóc mà. Cách đưa đi dục đưa chị, không, đen mà. Đen mà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 39 dùng cho em 39.000. Con này em nói thiệt luôn, vải siêu mát luôn nha. Chị Hoàng Vinh Trần chị lấy chung với lại cái áo này chung với lại cái chân váy lúc nãy á, mặc đẹp lắm á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mấy chị về phố vô cho một set nha đi. Rồi lên liền cho em mã 39 dùng cho em nè. Vải siêu siêu mát luôn á cả nhà ơi, vải đã lắm. Rồi lên liền cho em mã 39 dùng cho em nè. 39 cho mấy chị luôn nha. 39.000 về phố chung với lại cái chân váy lúc nãy đi, chân váy 49.000 á, phố vô mang mấy chị đi làm cũng nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 40 dùng cho em nè. 40 nha cả nhà nha, 69.000. 40, 69.000. 39 đó. 39 là 39.000. 38 đi hả? Thôi mà có mã 38 luôn chứ ạ. 38 là Trâm Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 40 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 40 dùng cho em. 40 nha cả nhà nha, 69.000 dùng cho em. 39 cho Xuân Vinh Trần. Rồi lên liền cho em mã 40, 69.000. 39 cho Hoàng Vinh Trần. 39 Huỳnh Nguyên Thảo. Không váy này mà không lỗ được không nè luôn á, nhập vô 39 mèo nâu. 104 á cả nhà, em tặng luôn mấy chị nốt luôn, 99.000 size M. Thôi nó gì là Lan Hương ơi, mã 39 em còn một con à, 39.000 mấy chị hả? Lên 40 đi đoàn Lan Hương, màu xám đẹp lắm ấy. Mã 39, 39.000 cho chị à. Hoa Nguyễn 550. Rồi lên liền cho em mã 41 size M dùm cho em, tặng luôn mấy chị 99.000 luôn, nhập hàng 104 á nha. Có 3 con thôi cả nhà. 41 còn nhiêu? 41 là cái này, 41 là 99.000. Lên liền cho em mã dùng cho em 41, 99.000. 40 là 40 rồi Lan Hương, 3 con. Lên liền cho em mã 41, 99.000. Cái mã 41 đẹp 40 lắm. 40 là Phương Thảo. Đây để em cho mấy chị xem nè. Rồi mấy chị không lấy con này 40 rồi Lan Hương có rồi chị. Tại vì em like một lượt qua một lượt thôi là em sẽ không có like lại nữa. Nên là chị nào thích thì lấy liền nha mấy chị. 41 thì Linh Nguyễn. Cái đầm của nó rất là đẹp luôn. Hàng em nhập trên hàng 149.000 đó cả nhà. Nè, mã 39, 39.000 em hết rồi chị Ngọc Hương ơi. Lên liền cho em mã 41 đi cả nhà. Lên liền cho em mã 41. Rồi lên liền cho em mã 42 dùng cho em, 69.000 dùng cho em. Ôi trời ơi, có rồi à. Rồi lên liền cho em mã 42 dùng cho em. 42 nha, 69.000 dùng cho em. Bộ này mùa này mang là thôi luôn á cả nhà nha. Đúng mát, đúng sướng luôn mà chỉ có 69.000 thôi, nguyên set nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 42, 69.000 dùng cho em. 41 Bảo Minh, 69.000. Rồi lên liền cho em mã 42, 69.000. 42 nha mấy chị yêu nha. Một con quần cho mình nè. Xong mà kèm cho mình một con áo này mà có 69.000. Không mua mua cái gì đây mấy bà ơi nha, mặc rất là sướng luôn. 42, 69.000 cho Đăng Đăng. Rồi lên liền cho em mã 43 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 43 dùng cho em, 69.000 hàng tem xanh. 42 Phương Ngô. Rồi lên liền cho em mã 43 dùng cho em. 43 nha mấy triệu nha. 43 dùng cho hả? Lên liền cho em mã 43, 69.000. 42 Nguyễn Xuân Hiền. 43, 69.000. 42 Phương Ngô có rồi à, 42 cho Thúy Quý. Rồi lên liền cho em mã 44. 42 Nguyễn Tâm. 44 này Phong E&D hàng xịn luôn á, tặng luôn mấy chị 49.000. 44, 49.000 luôn. 42 à Phương Thảo. Rồi lên liền cho em mã 44, 49.000 Phong vừa á. 42 Đặng Hà Thiên Trang. Cái này là E&D chuẩn á cả nhà, E&D hàng Quảng Châu nhập á, chứ không phải là hàng E&D mà của mình. 42 Thúy Quý Phương Ngô có rồi nhá. Rồi lên liền cho em mã 44. 43 ba con Đặng Lan Hương. Con này mấy chị mặc
dáng của nó là dáng vuông á, nó không phải là dáng rộng nha. Đây nè. Bốn ba mèo đâu? Vừa rồi chú. Không mà cái mẫu như thế này mình mua về cho con mình mang cũng sướng cả nhà ơi. Những cái phong như thế này mua rất là đắt tiền ngoài thị trường luôn. Rồi lấy liền cho em mã dùng cho em mã 44. 43 Nabi. 44 nha, 49.000 còn bộ lụa thôi nha. Rồi lấy liền cho em mã 44. Rồi. Qua cho mấy chị một con này ha. Lên mã 44 49.000 cho em ạ. 44 là hơn 2 con. Rồi 45. Lấy liền cho em mã 45 đầm cô si dùng cho em. 45 đầm cô si nha. 45 đầm cô si, size của Hải đang cầm là size 52 cái đổ lạnh. 44 Nabi. Hãy tặng mấy chị 69.000. Con này để bái trái luôn rồi đó cả nhà ơi. Nha, 69.000. 44 mèo nâu. Rồi lên liền cho em mã 45 69.000 giùm tôi. Mấy chị, 45 nha, 69.000. Con này mặc vô nó ôm vô ngực đẹp lắm. Ở đây nó nhún cho mình. Rồi lên liền cho em mã giùm cho em 4 mấy nha. 45 69.000 dễ thương lắm. 44 cho lè Mỹ. 45 nha. Chị nào có đơn cố gắng chọn đủ đơn trên 89.000 để ngày mai bên đi đơn đó mấy chị nhỉ. Chị nào lấy áo này mang đi mấy chị. 44 Tiết Sơn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 40. 6 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 46 79.000. 44 lên lê. Rồi lên liền cho em mã 46 79.000 dùng cho em. 46 79.000. Chị nào có đơn cố gắng chọn đủ đơn dùng cho hả? 44 hai con hàng Vinh Trần. Đơn này gom tới tối nữa cả nhà ơi nha, ngày mai mới đi đâu. Rồi lên liền cho em mã 46 à. 45 là 69.000. Rồi lên liền cho em mã 46 60. 5 cái đổi lại mang cho Kela nha, sẵn luôn 79.000. 45 cho chị ạ, rồi lên hơn 4 con. Mấy chị ơi em like 79.000 mà em không muốn luôn á, tại vì nó quá là rẻ, em nhập cao lắm luôn nha. Mấy chị nhớ có đơn chọn đủ đơn nha. Ví dụ mình mua một cái set như này nè mấy chị nha, hoặc là chị nào mà không đủ đơn á mà mấy chị ưng đơn á, mấy chị cứ nhắn tin cho Hải nha, Hải sẽ đi đơn cho mình. Còn không nhắn tin lại sẽ không đi đơn nha mấy chị nha. 45 Mỹ Xuân Hiền. Còn lên liền cho em mã 46, còn không nhớ không được. Lên liền cho em mã 46 dùm cho em 79.000. Còn chị nào muốn dễ thương thì lấy cái bộ này 47 dùm cho em. Bộ mã 46 79.000 cho em chưa? Ui ui. 46 là lên hơn 2 bộ. 40 7 79.000. Đó rẻ chưa nè. Em lấy một bộ nha. Chị không lấy hốt đâu. 46 Nhật Ly. Rồi lên liền cho em mã 47 79.000. Lên liền cho em mã 47 79.000. 1 2 3 4 5 46 cho thì Linh Nguyễn. 6 bộ. 6 bộ nha, hãy lấy 79.000 để hàng mặt luôn á cả nhà ơi. 46 Nabi. Em tính lên mấy con cái gì. Giờ lấy mã 46, lên mã 46 với em 79.000 nha. Giờ lấy 47, lên mã 47 bây giờ. Em mới nhắn tin cho anh, gửi lại xét. Em gửi lộn đồng hầm xét. Ờ đi. Chị Phương Phương chấm bài lên cho Hải với Hải con, hợp lại với chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 46 Ngô Lộ Nguyên. Chị nhắn tin vô văn 46 Trang Hình. Rồi lên liền cho em mã 47 nè. 79.000 nè. 46 Trần Thu Thủy. Bộ dâu nha, xinh lắm đó cả nhà ơi. Xinh lắm. 46 cho chị ạ. Khuôn to. Ê, Nhật Ly có rồi ạ. À. Dễ thương chưa? Khuôn to nha. 47 rồi. 46 79 nha, Vân Thảo. Rồi lên liền cho em mã 47 đi cả nhà ơi. 79 nha. Lên liền cho em mã 47 79. À Vân Thảo ơi, khách mới chọn thêm thì cọp với em 200 vào tài khoản đi rồi chốt tiếp chị nha. Rồi lên liền cho em mã 48 mình cho 49 nha. Chị thì Linh Nguyễn có áo này chưa chị? Mua áo này mang đi chị. Nha. Mặc chung với lại đi biển mà mặc 47 cho chị ạ. Mặc Đà Lạt Hương. Mình mặc bikini nhồn ra biển mà nó cỡ ra thì mấy chị mặc cái bikini với lại mình mặc cái áo này bên ngoài mặc với lại quần rin cũng rất là đẹp ha. Hoặc là mấy chị mặc áo ống á xong mình mặc quần rin dài nha mấy chị nha. Mặc với cái áo này ở ngoài này siêu chơi luôn, mặc quần rin đùi. 47 thêm một Đà Lạt Hương. Chơi lắm nha cả nhà nha. Con này em bán tới tắt phải là trên 300 con rồi đó nha. Hôm nay em tặng mấy chị 49.000. 47 à. Em 48 luôn chị. Rồi lên liền cho em mã 48 đi cả nhà ơi. 47 Ngọc Nguyên. Lên liền cho em mã 48, 49.000. Hết rồi nhà, còn từ đây thôi. 48 có 5 con đâu cả nhà ơi. Đơn này ngày mai em mới chốt đơn Vũ Hương á, dồn đơn tới luôn chị nhỉ. Rồi lên liền cho em mã 48. 48 rồi.
rồi lên liền cho em. Chị hy vọng em gửi cho chị chốt đơn mà thuê bao hết kìa. Từ chiều tới tối luôn á chị ơi. 48 bao nhiêu? 48 là 49 ngàn. 48 thanh lê. Cái hy vọng đừng làm nhân viên của em nó tục bóp. 48 Trần Thu Thủy. 48 Nguyễn Hoài. 48 Trương Cộng Thúy. Rồi lên liền cho em ở 49 có xe hết nè. 49 nha cả nhà nha. Được này. Rồi lên liền cho em ở 49. 48 Minh Thùy. 49 này tặng với chị 69 nè. Lên liền cho em ở 49 69 nè. Lên liền cho em ở 49 69 nè. 48 xin vung. Xuân Vinh Trần 50 tặng luôn cho mấy chị luôn. 50 nha. 50 89 nè. Lấy liền cho em ở 50 89 nè. Nằm 50 50 89 nè. Có xét không? 49 69 nè. 49 Nguyên Phương. 50 Đoàn Lan Hương. Rồi lấy liền cho em ở 51 dùng cho em. 51 là áo cổ yếm nha. Còn lại dùng cho Hải thì kèm cho mình quần nè, tặng luôn 79 nha. 50 1 79 nha. Rồi lên liền cho em ở 52 dùng cho em nè. 51 Đoàn Lan Hương. 52 nha cả nhà nha. 52 tặng với chị 49 nha. 52 49 nha. 55 cái đổ lại men ok. Rồi chị nào lấy cái mã 53 52 49 Đoàn Lan Hương. 53 dùng cho em nè. Một cái quần đùi nha. Quần đùi của nó là dạng ngố ngố đó cả nhà. Kèm cho mình một con áo ba lỗ nè. Cái này sale với chị 69 ngàn ha. Mặt sướng quá, thoải mái lắm. Con ba lỗ này ngò mua là trên 80 ngàn rồi cả nhà. Cái này em bán nguyên set luôn. Và em nói thật luôn, cái quần ngố này nó rất là bền nha. Siêu bền luôn, về mặc với áo thun mặc sơ mi cũng đẹp. Cái quần ngố này mấy chị mặc chung với lại sơ mi trắng cũng đẹp lắm nha. Lấy liền cho em mã dùng cho em năm mấy ha. 53 đi cả nhà. Hôm qua em gọi chốt cho mình rồi, thuê bao rồi chị hy vọng ha. 69 52 con đừng ngang hơn. Rồi lên liền cho em mã 54 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 54 dùng cho em. 54 nha cả nhà nha. 69 ngàn luôn. Áo phong xịn nè. Cái này hết rồi. 8 này nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 54 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 54. 69 ngàn. 54 69 ngàn dùng cho em. Chị nào mua áo phun này của Hải đi nha. Nam mang được luôn á. 54 69 ngàn. 54 đàn ngang hơn. 54 Thanh Liên. Rồi lên liền cho em mã 55 dùng cho em nè. Một con áo cổ rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đẹp chưa? Nè. Con này 54 cho Trân Trân. Mấy chị ơi mặc đi làm nha. Đi làm nha mấy chị yêu nha. Mặc rất là đẹp luôn. Hãy tặng luôn cho mấy chị 39 ngàn. 50 mấy? 55 dùng cho em. 39 ngàn. Cái này mấy chị mặc với chân quái như lúc nãy Hải like đó cả nhà. Chân quái đâu rồi cho em mình. Cái chân quái đây. Rồi lên liền cho em mã 55 dùng cho em. 39 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 55. 54 em hết rồi. 54 em hết rồi cả nhà ơi. Ủa cái chân quái này cả nhà đi làm nha. Rồi lên liền 54 cho Sơn Mi Nhơn. 55 39 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 55 34 thì Linh Nguyễn. Hà Phương Thảo ơi cọc liền giúp em 200 vào tài khoản đi rồi chốt chị nha. Cho chị chốt cho chị được chừng đó thôi chị ạ. 55 39 ngàn. 55 39 ngàn. Lên 55 đi cả nhà. Năm năm Hoàng Vinh Trần. 56 này cả nhà ơi. 56 này size S thôi nha. Hãy xả luôn cho mấy chị 89 ngàn. Mới vừa like 109 ngàn đó. 56 xả luôn 89 ngàn. Mới vừa lên 109 đó nha cả nhà nha. Không phải lấy là em lấy á. Tại vì mấy chị thấy em hay mặc quần sọc lên đâu. Chùm mặt luôn. 56 89 ngàn cho Phương Ngô. Rồi lên liền cho em mã 57 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 57, 59 ngàn. 56 này. 56 là cái nào hả? Cái lên kìa. 56 là 89 ngàn. Đúng rồi. Bích Ngọc là gọi nghe máy à. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em nè. 50 mấy? 57 dùm cho em. Em thấy thôi gì Bích Ngọc ha. Rồi lên liền cho em mã 57 dùm cho em. 59 ngàn dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 57, 59 ngàn. Áo này mặc rất là sướng nha mấy chị yêu nha. Phía sau của nó nè.
phía sau nha, mới tình yêu nha. Lên liền cho em mã dùm cho em, 57 dùm cho em, 59 nha. 57 rồi Lan Hương. Lên liền cho em mã 57, 59 ngàn đi. Những con áo này mùa này mấy chị mang khuê lắm nha. Siêu sướng luôn mà mát lắm. Lên liền cho em mã dùm cho em 57 đi cả nhà. Lên liền cho em mã 57, 59 ngàn. 57 lên giúp em 59 ngàn kìa. Lên sang like chấm tương tác lên giúp em đó chị ơi, 57 chị video. Rồi lên liền cho em mã 58 dùm cho em, 69 ngàn. Lên liền cho em mã 58, 69 ngàn dùm cho em. 58, 69 ngàn. Ê, thay đổi lên hơi hơi con nữa luôn. 57 thêm 2 rồi Lan Hương. Rồi lên liền cho em mã 58. Rồi, nè, chốt đi nha. 58 được Lan Hương, 4 con. Rồi lên liền cho em mã 59 đi cả nhà ơi, tặng luôn mấy chị 59 nha. 58 cho Thị Thu Dân. Cái này là áo xô 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 nha, áo xô nha mấy chị nha. Nè. Nó làm cái phom ngực. 58 như thế sao không? Mấy chị nhìn nè. Lên liền cho em mã dùng cho em, 59 dùng cho em. 59 áo xô dùng cho em 59 nha. 58 Nguyễn Nga. 59 59 nha. 58 Nguyễn An đi. 59 59 nha. 59, 59 ngàn đồng Lan Hương hai con. Rồi 59 áo xô đó cả nhà cho em mượn lại đi. Đây nè mấy chị. Tại vì áo xô mấy chị em thấy nha. 59 vô Ngô Kiều Anh. Em đi xem like cả nhà. Áo xô người ta bán hàng mà hàng second hand đó cả nhà ơi nha. Người ta đã like giá 200 ngàn một áo cả nhà nha. Đây nè mấy chị. 59 vô Hình Như. Xô nha mấy chịu nha. Mình có thể nhìn cái phô máu nó làm nè. Dễ thương lắm. Vinh lắm nha mấy chịu nha. Phải xô cho mình nè. Vải rất là đẹp luôn, bán 59 ngàn đó, mua về mặt đó nha. Ngô Kiều Anh có 59 rồi ạ. Rồi lên liền cho em mã 59, 59 ngàn cho Bích Ngọc. Rồi lên liền cho em mã này là mã 60. Em tặng với chị con này 49 ngàn. Thôi mà 59 rồi. Lên liền cho em mã 60 vẫn là xô luôn nha. Con này về mấy chị mặc với chân vái đi, dễ thương lắm nha mấy chịu nha. Đây nó phối cho mình nè. Nhìn hàng dùng cho em nha, em ít khi like áo lắm cả nhà ơi, thật sự luôn ấy. Đợt này em toàn váy xét không à cả nhà ơi nha. Đây nè, nào là hôm nay lô ra sale cho mấy chị á. Lên liền cho em mã 60 đi cả nhà. Chốt liền cho em mã 60 nha cả nhà nha. 49 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 60, 49 ngàn. Lên liền cho em mã 60 dùng cho em. 60 thì Nguyễn 07. Lên liền cho em mã 60 dùng cho em, 49 ngàn dùng cho em. Ui 60 lên cho em 49 ngàn nha. Lên liền cho em mã 60 đi cả nhà ơi, 49 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 61 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 61. Thở phạm nào chị Nguyễn Hoài ơi, 60, 49 ngàn cho Hình Như. Rồi 61 tặng với chị luôn, 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 61, 69 ngàn dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 61 dùm cho em, 69 ngàn dùm cho Hải này. Lên liền cho em mã 61 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 61, 69 ngàn dùm cho em. Nè 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 mấy chị, đẹp chưa? 61, đó, xuất sắc chưa? Rồi lên 61, 69 ngàn. 61, 69 ngàn cho Lan Hương. Còn em có một con đầm maxi siêu dễ thương luôn. 62 hàng nhà Miên 139 này. Đó, chị nào ưng lấy thì chốt nha. Rồi hãy đang lên hàng sale hay không có lên hàng mới á. Mà nó đẹp quá không cưỡng lại được. Không cưỡng lại được. Phải ai. Rồi lên liền cho em mã 62 dùm cho em. Lên liền cho em mã 62 đầm maxi dùm cho em. Đầm maxi nha cả nhà nha. Maxi dùm cho em 139 ngàn nha, phôm dài cho mình luôn. Rồi lên liền cho em mã 62 dùm cho em, 139 dùm cho em. Lên liền cho em mã 62 139. Sao nhiều bà mua hàng nguy hiểm toàn là một cái xảo luôn á bạn. 62 139 cho em ạ. Rồi bây giờ vô mua cái 69 ngàn không đủ đơn rồi cũng xả ra chứ làm cái gì. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 63 hả? Rồi lên liền cho em mã 63 dùng cho em nè. 63 nha, 49 ngàn nè. Lên liền cho em mã 63, 49 ngàn. 62 Thương Vân Hoàng Thị 139. Rồi lên liền cho em mã 63 dùng cho em. 63 nha, 49 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 63, 49 ngàn. Số 3, 49 ngàn lên cho em ạ. Rồi lên liền cho em mã 60. Tư dùng cho em, trời. Cả nhà ơi, không thể cưỡng nào con này. Nó là xô nha, xô mà xô hàng tao bao nó làm hai lớp nè. Bên trong của nó cũng xô luôn nè, mang cái con này thiệt sự luôn á. Kiểu của nó thì đơn giản nha, nhưng mà quan trọng cái chất liệu á mấy chị nha. Nhiều lúc mấy chị không không
không cầu kỳ về cái kiểu như thấy dùng gì nhá, quan trọng cái chất vải của nó đó cả nhà ơi. Cái hàng này nè đẹp lắm nha, hôm nay em tặng với chị luôn 49 ngàn. Lấy liềm cho em mã dùng cho em 64 đúng không? Lấy liềm cho em mã 64 49 ngàn dùng cho em, hàng ta bao nha mấy chịu nha. Cái vải của nó đã lắm mấy chị ơi, siêu mát luôn á, mặc đi làm cũng được nha. Cổ nè, lấy liềm cho em mã dùng cho em 64 hả? Lấy liềm cho em mã 64 dùng cho em, tặng với chị 49 ngàn. Trời ơi, cái vải nó đã chưa mấy chị ơi, vải siêu mát luôn á. 64 Nguyễn Phúc, lấy liềm cho em mã 64 đi cả nhà ơi. 64 ba con Đằng Lan Hương. Mấy chị cùng thử cầm lên cái vải đi nha, mấy chị nha. Hải Lai 49 ngàn thôi, thì mấy chị cầm vải lên đi, xinh lắm luôn á. Lấy liềm cho em mã 64 49 ngàn là cho em nha. Lấy liềm cho em mã 64 cả nhà. Rồi lấy liềm cho em mã 65 69 ngàn. Lấy liềm cho em mã 65 dùng cho em, hàng nhà chiên dùng cho em. Chiên nha, 69 ngàn. Lấy liềm cho em mã 65 69 ngàn dùng cho em. 65 65 69 ngàn. Lấy liềm cho em mã 65 đi cả nhà ơi, 69 ngàn dùng cho em. 64 không Kiều Anh. Rồi lên liền cho em mã 65, 69 ngàn. Bộ lụa dùm cho em, bộ lụa nhà Thiên nha. Nhà Hải Chùm bán cái lụa này luôn á nha, một duy nhất lụa này. 64 Trịnh Văn Khánh. Rồi lên liền cho em mã 65 dùm cho em, 65 nha. Sau lắm đi cho em 69 ngàn như Nguyễn Phúc 1. Rồi 66 này xả lên cho mấy chị luôn nè. 66 này em tặng nha, hôm nay tặng cho mấy chị bao nhiêu hàng? 99 ngàn. 66, 99 ngàn hàng nhà Minh nha. Thì lúc tranh không có nè, lúc bây giờ 65 cho Nguyễn Phương. 66, 99 ngàn hàng nhà Minh. Minh nha, đem cho mình áo ba lỗ nè. Trời ơi, cái này mặc ở nhà cũng đẹp luôn cả nhà. Mặc ở nhà cũng đẹp luôn, 66. Cái bây hết nè. 49 không? 64, 7 cho Trần Thu Thị, 49 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 66 đi cả nhà ơi. 65 cho Linh Thùy. 66 nhà Minh nha. 66 là 99 ngàn. 65 cho Nguyễn Hoàng Nam Phương. 65 VV. Dễ thương chưa? Cái này 67. 66 Nguyễn Phương 65 có rồi ạ. 66 cho nào bây 99 ngàn. 79 ngàn luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em 60 7 dùng cho em. Dễ thương không mấy chị? 79 ngàn. 67 có một con. 66 300. Em toàn vô em hết cái vải xù. Nó lẹm rất rồi đó cả nhà ơi. Đẹp quá. Lên liền cho em mã 67. Rồi lên liền cho em mã 68 nha. 66 là Lan Hương. 68 này xả luôn mấy chị, 59 nè. 68 68 nha, 67 là 79 nè. Rồi lên liền cho em mã 68. 68 nha, mặc luôn mấy chị 59 nè. 67 Nguyệt Nhi. 68 59 nè, có 2 liền cho chị. Số 8 cho em 59 nè chưa? Cái này là của Hải Vải, cái đó là vải. Số 8 anh Minh. Cái này của nó là vải xô cả nhà. Xô nha, cái này. Em có màu vàng, màu trắng, màu xanh, mỗi màu có một con. Số 8 anh Vy. Em tặng luôn mấy chị 39 ngàn luôn. 70 đúng không? 70. 70. 70 lên màu đi cả nhà. 70 màu vàng, màu xanh với màu trắng vải này cả nhà. Vải của nó nhẹ sao á, giống như vải mà vải tơ tầm gì đó cả nhà. Nha. Rồi lên liền cho em mã 70 lên màu. Y như vải tơ tầm hay sao, nó mềm mà nó đã cho 39 ngàn. 70 ba màu ăn, Nguyễn ăn đi. Rồi lên liền cho em mã 71. 71 nha, lên liền cho em mã 71 đi cả nhà. 71 này em tặng luôn cho cả nhà luôn, 49 ngàn. 71, 79 ngàn. Em nói thật luôn, cái sơ mi này là độc lạ nha cả nhà nha. À, nhớ là sơ mi mà không biết phải không. 71 lên cho em 79 ngàn. 71 Nguyễn Phúc. Ôi mấy bà ơi, nó đẹp. Bé hiền. Giá hiền. Vải này tự nhiên sai mà nó cứ dịch dịch sao, phát triển sao ta.
Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 70. 2 dùng cho em 59 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 72 59 ngàn dùng cho em. Mấy chị ơi, cái sơ mi nó đã sao á, cái vải nó mềm lắm mấy chị ơi, nhìn hàng này nè. Hàng này nha, tặng mấy chị 59 ngàn luôn, mua về mặc mấy chị. Nè, chị nào có con trai mua cho con trai mang cũng được, hoặc là mình đó mấy chị, mình mặc áo mà áo ống bên trong á, mình mặc cái này khoác bên ngoài cũng đẹp lắm á. 359 ngô kìa anh. Nhìn chơi chơi cả nhà chắc chắc sao mình chứ tác của nó nè. Bé ai thân hiền. Nha, tác của nó là tác vải là biết hàng xịn rồi. Thiệt, nhắn với con. Bé ai lấy 59 ngàn ạ. Rồi Lan Hương ba con. Nha, mấy bà cứ nhắn tin hỏi nè. Có bà xem cái like mà từ cái hồi mà đâu nào cả nhà ơi chụp lại hỏi nè. Có mấy? 73. 73 dùng cho em. 73 nha, 69 ngàn luôn. Một con đầm banh tơ. Cái tơ của nó là tơ 3D nha. Mấy chị nhìn cái tơ của nó cả nhà. Nhìn nó ảo lắm luôn ấy. Đây nè, đẹp chưa? Cái nó là tơ 3D nha cả nhà nha. Ở đây nó có lót cho mình và cái lót của nó siêu dài luôn. Dài cho mấy chị nha. Đây nè, dài phủ cái đầm này luôn cho mình luôn, chứ không phải là phương mà ngắn ngắn lên đâu nha mấy chị nha. Rồi hai còn một con chứ không bị ăn đi. Rồi lên liền cho em ở 73 dùng cho em. Đúng rồi, tự nhiên em thấy nó, tự nhiên em đang cầm nha, đang hứng nấu nha mấy chị nha, xong cái điện thoại nó bị dừng á cả nhà. Em tưởng nó bị outline á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 73 giúp em 69 ngàn ạ. Lên liền cho em mã 73 dùng cho em. Một con đầm nha mấy chị, tơ nha cả nhà nha, kèm cho mình. Rồi lên liền cho em mã 73 hô cắm bên luôn. Lên liền cho em mã 73 đi cả nhà ơi, 69 ngàn. Lên liền cho em mã 73 69 ngàn. 73 69 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 73 69 ngàn. 73 69 ngàn cho Mỹ Xuân Hiền. 73 đó mình. Chị Xuân Hiền về chụp hình với con đi, dễ thương lắm á. 74 dùng cho em. 73 rồi Lan Hương. 74 xây mờ dùng cho em. Phải dài em coi. Rồi lên liền cho em mã 74 xây mờ này, tặng với chị luôn 59 ngàn. 74 xây mờ 59 ngàn có hai con. 73 cho Trần Gấm. Bảy tư xoay mờ dùm cho hai con nhé. Đầm đầm mãi mặt là 159 ngàn đầm riêng ạ. Rồi lấy liền cho em mã 74 xoay mờ 59 ngàn. Bảy tư nha, ở đây phía trước đây cả nhà ơi, dài nha, vừa chấm vô. Bảy tư xoay mờ hoàng thị. Rồi dục cái hàng đi vô một chỗ này. Bảy ba hồng nhung ngô hết mới mà kèm sớm thở lên giúp em ạ. 75. Rồi cái này hàng như là áo dài sai sáng nè. Thôi để chị ra. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 75 size S dùng em 49 ngàn. Lên liền cho em mã 75 size S 49 ngàn dùng cho em. 75 size S 49 ngàn. Chút đi dùng cho em mã 75 size S 49 ngàn dùng cho em. 74 59 ngàn cho Phạm Nguyên. Em có bán ý con này nhưng mà nếu mà người ta xe em vẫn về nha. Thật sự luôn. 73 69 ngàn cho Hồng Nhung Ngô. Thì cầm lên cái áo sơ mi của nó rất là đẹp. Cái set của nó mặc lên rất là chơi nha. Em tặng cái gì 99 ngàn 70. 74 đoàn cái này. Được không? Mấy dục tôi muốn thay nha. Cái này có cái đó rồi. Muốn 74 là chân váy dài chứ anh. Được cái đó. Ừ, 75 là chân váy ngắn. 75 đúng rồi. 75 49 ngàn. 75 49 ngàn cho Ivy Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 76 dùng cho em. Chút liền cho em mã 76 nha cả nhà nha. Giá em lên cho mấy chị là 99 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 76 dùng cho em. Con sơ mi nó đẹp lắm cả nhà. Kèm cho mình một con quần ôm. Cái này mấy chị mặc phối với là giày thể thao vô nữa nha. Đẹp nhất nhất luôn. Rồi lên liền cho em mã 76 đi cả nhà ôi. 3 set thôi cả nhà. 3 set nha 99 ngàn. Đẹp lắm ấy. Lên liền cho em mã 76 dục đi em, cái này còn 76. Lên liền cho em mã 76 đi cả nhà. 76 99 ngàn. 76 nè Lan Hương. Lên liền cho em mã 76 99 ngàn dùm cho em. 76 Nguyễn Nga. Rồi lên liền cho em mã 77 nè. Xả luôn cho mấy chị con này 59 ngàn. Hàng yên đi. Yên đi hả, không có nhập được giá này đâu, thề luôn. Đẹp chưa mấy chị. Nhiều bạn người ta mặc không xịn đó, người ta ưng mặc không bây giờ ri lắm cả nhà ơi, nó đắt hết mà nó đẹp lắm. 77 dùng cho em, 69, 59 ngàn. 76 thì Linh Nguyễn.
76 mèo nâu. Rồi lên liền cho em hả? 77 liền cho em. 76 Lan Nguyễn. 894. Lên liền cho em hả? 77 đi cả nhà ơi. 59 nè. Rồi cái này có 3 con lẻ nha mấy chị. Chị nào ôm ghi ôm dùm cho em 59 ngàn luôn. Lên liền cho em hả? 78 nè. 78 này có một con cam, hai con hồng. Bởi lại Ngô Kiều Anh. Tôi chờ lấy 78 lên nào cũng được. Bởi lại Nguyễn Nga. Bởi lại Linh Nguyễn. 78, 59 này có 3 con. Rồi cho chị cái này đi. Cái đầm đó. Cái đầm này. Bởi lại Tân Vân Hoàng Thị. Hồi em like mấy chị hỏi quá trời luôn á, mà đâu nó còn lại 2 con. 79 này cả nhà. Bởi lại Trình Văn Khánh. 79 này em xả 89 nha, em nhập đắt lắm luôn. Em nhập cái này 139 ngàn rồi, còn đắt hơn cả hàng mà em đang like luôn á cả nhà ơi. Tại vì là được rất là mẫu hốt. Mẫu hốt nha. Rồi lên liền cho em mở 79, 89 ngàn có 2 con thôi. Ô, 59 3 con cho đợi hơn. Rồi lên liền cho em mở 79, 89 ngàn. Dễ thương á. Rồi lên liền cho em mã 79 dùng cho em, 89 ngàn dùm cho em. Con này siêu dễ thương nha mấy triệu nha, cưng lắm luôn á. Lên liền cho em mã 79, 89 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã 79, 89 ngàn. 79, 79 đi cả nhà, 89 ngàn. Của nó là dáng như là đầm babido nó cả nhà. Đầm babido nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, vải siêu mát luôn nha. Con này là hàng về tay. 79 ra Lan Hương, 79 Sơ Mi Nhon. Mát, ôi là mát luôn nha mấy chịu nha. Không có cảm giác mà mình đang mang về tay luôn á. Nha em tặng mấy chị con này 39 ngàn. Lên liền cho em mã 80, 39 ngàn dùng đi. Lên liền cho em mã 80, 39 ngàn. Mấy chị nhìn cái vải của nó nha. Cái này là bà nào mà thích mặc áo về tay á nha, thì mua con này đi, mát lắm luôn. Mặc vô không có cảm giác mà mặc áo về tay đâu cả nhà ơi. 80 dùng cho em, 39 ngàn. Lên liền cho em mã 80, 39 ngàn, hàng ta bao dùng cho em. Ta bao nha mấy triệu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Siêu mát thì đụng vô thấy vải của nó siêu mát luôn á. Không có cảm giác mà nóng luôn á mấy chị, mặt mát lắm. 80, 39 ngàn cho Linh Nguyễn, 420. Rồi lên liền cho em mã 81, size L dùng cho em, tặng mấy chị luôn. 80 cho Ngân Thu. Rồi lên liền cho em mã 81, size L, 69 ngàn. 81, size L, 69 ngàn dùng cho em. 80 Linh Nguyễn có rồi ạ, 80 mèo nâu. Rồi lên liền cho em mã 81, size L, 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 81, size L, 69 ngàn dùng cho em. 80 Mai Bùi. 81L, 81L. Tám mươi mèo nâu có rồi ạ. 80 cho chị Trinh Nguyễn, 487. Chị nào có đơn chị cố gắng chọn đủ đơn trên 89 ngàn để ngày mai bên đi đơn luôn mấy chị ạ. Rồi lên liền cây mã 81. 80 Phương Hồ. Rồi lên liền cây mã 81 xây lờ. 81 xây lờ 69 ngàn đây cho em ạ. Rồi 82. 81 thì Linh Nguyễn. Rồi 82 là em có size S luôn á mấy chị, áo lục ba màu. Rồi ba màu luôn mấy bà ơi. Rồi cái này là màu vàng nè, em cho gọi là màu vàng mà nó là màu kem đó cả nhà, kem ha. Rồi lên liền kem mã 82, màu kem là size M. Màu đỏ, caro đỏ là size S, caro xanh là size S, em tặng nốt luôn cho mày luôn, 49 ngàn. Chèo lấy thì chốt liền kem mã dùm kem nè. Rồi lên liền kem mã 82, lên liền cho em ha. Caro xanh là size S, caro kem là size M, caro đỏ là size S dùm cho em, 49 ngàn. Chèo lấy thì chốt liền cho em. À đây, lên cho mấy chị một con áo không, này hết rồi. Có mai mấy chị kèm màu ạ. Rồi lên liền cho em mã 83. Kem xanh đỏ mấy chị ạ. Rồi lên liền cho em mã 83 dùm cho em, 69 ngàn dùm cho em. 83, 69 ngàn, đẹp chưa? Tan xanh nha. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con. 5 con, giờ lấy chút liền cho em con hũ.
83 69 là lại hơn 3 con. Thôi rồi mấy chị ơi. 83 69 ngàn là giúp em còn 2 con giờ là giúp cho em ạ. Mua cái này là được hời nha, hời. Này bác. Quần đẹp hề. Cái quần nó không phải là quần tắt tay mà hàng lên đâu cả nhà ơi, hàng xịn lắm luôn á. Này. 83 Nabi. Trời ơi, em không nghĩ cái quần này mấy chị ơi, nó rất là xịn luôn. Cái quần này mà mấy chị mà shop lớn á, người ta bán là 300 mấy chị, 350 một quần á. Cầm nó nặng mà nó chắc tay lắm nha, phô quần rất là đẹp luôn. Em bán nguyên set như thế này với giá là 69 ngàn mấy chị chốt liền ha. Rồi mấy anh, 84 dùng cho em, size này cho mấy chị 52kg, eo tầm khoảng eo 68 đổ lại nha. Với giá là 69 ngàn nguyên một set nha, coi như là bán ba cái áo xuân. Tặng cái áo nè, cái áo con Babydoll nè, cái áo siêu dễ thương luôn cả nhà. Hai cái nó không có ăn nhau nhưng mà mấy chị về tắt riêng ra mặc được. Cái quần này mấy chị có thể mặc áo len nè, mấy chị có thể mặc áo thun nè nha mấy chị nha, có thể mặc áo ba lỗ nè. Còn cái con này mấy chị có thể mặc với lại quần ngố cũng rất là đẹp nha. Áo Babydoll nó không có ăn nhập vô nhưng mà cái này là người ta ghép set thôi cả nhà. Nó liền cho em mã 84 đi, cái này nó chỉ ghép set nha nên nó không ăn nhập vô nha mấy chị nha. 84 ngân thu. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 80. Lâm dùng cho em một con duy nhất. 84 cho Bích Ngọc. 85 có một con thôi, tặng nốt luôn 89 nè. Rồi lên liền cho em mã 85, 89 ngàn dùng cho em. Nó liền tay mở 85 này mấy chị. 85 nha, 89 ngàn có một con thôi, đầm trắng, một con duy nhất. 84 rồi anh Hương. Tấm tư hình trang. Rồi lên liền cây mã 86, phong xanh dùng cho 39 ngàn. Lên liền cây mã 86, 39 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 80. 6 dùng cho em 39 ngàn. Lên liền cho em mã 86, 39 ngàn. 85 cho Đèo Lan Hương. Rồi lên liền cho em mã 87 dùng cho em này. Chúc em mã 87 tặng luôn, hôm nay tặng mấy chị 49 ngàn luôn. Sơ mi này vải đẹp lắm. Sơ mi này mấy chị nhìn cái chắc nha, nhưng mà vì mấy chị cần giặt một nước thôi, mấy chị sẽ thấy cảm giác cái sơ mi nó sẽ mềm. 86 Nabi. Nha mấy chị nha, nó rất là xịn luôn. Siêu siêu xịn nha mấy chị nha. Chắc sơ mi của nó này vải đẹp lắm cả nhà ơi, mà chắc siêu mát luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 87 87 đi. 86 Đèo Lan Hương. 87 dùng cho em 49 ngàn. Sơ mi nha mấy chị nha, sơ mi mấy chị đi làm này kia vải đẹp lắm. 86 Bông Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 87 49 ngàn. Mấy chị sơ mi nè vải sướng lắm. Lên liền cho em mã 87 dùng cho em. Lên liền cho em mã 87. Nè. Rồi lên liền cho em mã 88 dùng cho em nè. Rồi cái chân váy nó đẹp quá. 69 ngàn. Sơ mi 49 cho Linh Nguyễn. 88 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 88 dùng cho em. 88 nha, 69 ngàn. Ôi cái chân váy đẹp lắm luôn á. Một cái set thôi em mồm đó. Không có hết rồi. 88, 69 ngàn Đèo Lan Hương một set. Quay 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 quay. Không biết giá này xả bao nhiêu, 100 mấy. Chấn động mấy chị ơi. Nhập vô 139 ngàn, bây giờ xả mấy chị 89 ngàn nha. Rồi lên liền cho em mã 89, 89 ngàn luôn đi nhả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 89 đi cả nhà, 89 ngàn luôn. 100 mấy ngàn cả nhà, 139 ngàn á, hai con cuối cùng thôi, tặng luôn đi cả nhà ơi. 89 dùng cho em 89 ngàn. 88 em hết rồi. Cầm mua mà ngỡ ngàng không biết sale giá nào đó cả nhà. Chút hàng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đây mấy chị này. Đẹp chưa? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90. Em có cam và 89 ngàn Abi, 89 ngàn. Nghe hàng KBT Way dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 90 cam vàng, xả luôn 89 ngàn, Babydoll thủy thủ. 89 như hình trang. Babydoll thủy thủ nha, chiều lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã này là mã 90 dùng cho em. 90 nha, màu vàng với lại màu cam dùng cho em. 90 vàng cam, thủy thủ Babydoll, xả luôn 89 ngàn. Hàng KBT Way đó cả nhà ơi, 149 ngàn ấy. Chín mươi mấy chị kèm màu lên chúng em ạ.
90 lên màu nha cả nhà, màu vàng màu cam. Rồi lên liền cho em mã 91 nè. Ôi 91. 91 nha cả nhà nha. 91 size quay đang cầm là size M, hãy tặng với chị 49.000. Có được 3 con. Size cũng là tay tơ thì mát rồi nha. Tay tơ siêu mát rồi cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em. 91 dùng cho em 49.000. Lên liền cho em mã 91 dùng cho em 49.000 dùng cho em 3 con đi. Xem like chấm bài lên cả 91 cho em. Nè. Giờ like. Tôi đang xem like chấm 88 cho em chị ơi. 92 size M xả 89.000 nè, 139.000 nè. Nha, 139. Rồi lên liền cho em mã 92. 91 49.000 cho Thanh Dung Lê. Rồi lên liền cho em mã 92 nè, 89.000 size M với hoa trên gối một con. 91 49.000 nha Hải Nam Nguyên. Rồi lên liền cho em mã 93 dùng cho em. 93 xả luôn cho mấy chị 99.000. 93 99.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 93 99.000 này mấy chị, 139.000 nha. Cái này là đầm của nó là đầm sung, dáng của nó là dáng maxi luôn á cả nhà, dáng dài luôn nha. Dài qua gối Hải mặc là chấm mắt cá Hải luôn á cả nhà nha. Nó là phôm dài lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em 93 đi cả nhà. 99.000 có một con thôi. Một con nha, đầm sung dùng cho em. Cái này của khách gọn em mái á cả nhà nha, cột vô cùng. 93 Út Hương 99.000. Rồi 94 dùng cho em. Lên liền cho em mã 94 này, xả luôn 99.000 luôn. 94 99.000. Lên liền cho em mã 94, xem like chấm bài cho Hải đi cả nhà. Cái áo nó lại gì nè. Cái áo đúng không? Cái áo giống cái áo lúc nãy đúng không? Chị Út Hương ơi, chọn thêm thì cập với em 200 vào tài khoản đi rồi chốt tiếp chị nhá. Rồi lên liền cho em mã 94 99.000 dùm cho em. Đầm sung nè, đầm sung sọc nha. Hàng không có để like luôn á mấy chị. Thiệt á. Rồi lên liền cho em mã 95 dùng cho em 94 99.000 cho bé Hoa Ốc. Rồi 95 79.000, nó giống cái con áo trắng lúc nãy em lên đó cả nhà ơi. Thì tự luôn là không muốn xả con này, tại vì con này em để dành em like vẫn được cả nhà ơi nha. Nó rất là đẹp luôn, rất là xuất sắc đó cả nhà. Em mặc lên là like hết luôn á cả nhà. Đợt sau em về lại em mới còn mà chưa like đâu. Cái màu này là chưa có lên nha mới chịu nha, chỉ like trắng thôi cả nhà. Xong đợt sau là em về thêm màu đen nữa cả nhà ơi. Nhưng mà nhiều hàng quá xong rồi qua em like cả nhà. Đây mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã 95 dùm cho em 79.000. Nó giống cái con màu trắng lúc nãy á. Mấy chị nhìn cái áo nha. Cái áo của nó mấy chị nhìn màu đen thì ở ngoài, mấy chị mặc ở ngoài mình mới thấy đẹp được. Lên liền cho em mã dùm cho em 95 dùm cho em 79.000. Lên liền cho em mã 95 79.000 dùm cho em. Nhìn ở ngoài mới thấy đẹp được nha. Lên liền cho em mã 95 đi cả nhà ơi. Có ít á. Rồi lên liền cho em mã 96 này, tặng với chị 39.000. Lên liền cho em mã 96 dùng cho em 39.000 dùng cho em. 95 79.000 cho Đàn Hương 3 con. Rồi lên liền cho em mã 96 39.000, hàng cao bao. Cao bao nha. 95 cho Thanh Huyền. Rồi con áo này con áo giữ nhiệt hàng đông. 96 39.000. Áo giữ nhiệt hàng đông 97 39.000. Lên liền cho em mã 97 39.000. 97 nha. 96 cho Nguyễn 487. Trời ơi em nghĩ là 95 là phải chốt nhiều đó cả nhà. 95 đẹp lắm. 96 bé Hoa Ốc. 96 Ngân Thu. 96 Hồng Loan. Rồi cái này em có một con này cả nhà ơi. 96 Nguyên Anh. Rồi lên liền cho em mã 98 dùng cho em nè. 98 size L này cả nhà. Sẵn với chị con này 150 luôn nha. Hả? 39 nè. 97 39 cho Trần Gấm. Rồi lên liền cho em mã 98 đi cả nhà. Em trả luôn 150.000 size L nha. Hàng em like là hàng 200 nha. 200 nha cả nhà nha. 200 nha mấy tình yêu nha. Không có giá rẻ luôn. Mà em trả luôn với chị 150.000 luôn. Chị nào lấy đi chút.
liền cho em mã dùng cho em 90. 9 dùng cho em. 9639 cho mèo nâu. Còn lên liền cho em mã 99. Lên liền cho em mã 99, 49.000 luôn. Một con đầm body luôn, 49.000. Còn lên liền cho em mã dùng cho em 99 dùng. Thảo phạm nào chị Nguyễn Hòa gì lên số điện thoại của chị Thảo Phạm đó với chị ha. Có một chị Thảo Phạm mà số điện thoại 744 đó em đi đâu hôm qua rồi chị ạ. Còn lên liền cho em mã 99, 49.000. Còn lên liền cho em mã dùng cho em 100 dùng cho em nè. 100 nha, em tặng luôn 89.000 luôn. 98.150 cho Đào Xuân. Còn lên liền cho em mã 100 nè, 89.000 thằng nhà Minh nè. 100 nha. 99, 49.000 cho béo hộp. Còn lên liền cho em mã 100. Có một con thôi cả nhà. Em like 89.000 hàng của nhà Minh nha. Hàng của nhà này em không bao giờ em lên díu giá 100.000 đâu, nói thật luôn. Chị nào xem like của em cũng biết nha. Có rồi, mèo nâu nha. Không bao giờ díu giá đó nha mấy triệu nha. 89.000. Còn lên liền cho em mã dùng cho em mã số 1 dùng cho em. Mã 100 cho Trà Nguyễn. Mã số 1 59.000. Lên liền cho em mã số 1 59.000 đầm body dùng cho em. Còn lên liền cho em mã số 1 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 1. Mã số 1 59.000. Nguyễn Hoài gột đơn với em à. Ơ có gì Phạm Thảo nha. Rồi lên liền cho em mã số 2 nè. Tặng luôn mấy chị 79.000. Mã số 2 dùng cho em 79.000. Mã số 1 59.000. Số 1 50. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 2 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 2 nha cả nhà nha. Mã 2 dùng cho em. Đẹp chưa? Mã số 2 79.000, chị nào mua được cái set này đúng rồi luôn á, 140 đó cả nhà. Lên liền cho em mã số 2, size S size M đủ lại mang ok. Rồi lên liền cho em mã số 3, một con đầm trắng nè. Một con đầm maxi trắng nè mấy chị ơi. Nha. Số 2 là chính Nguyễn Nhung. Mã số 3 dùng cho em 59.000. Lên liền cho em mã số 3 59.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em số 3 Nguyệt Nhi. Mã số 4 là dùm nha. Mã số 4 là dùm có quần bên trong cho mình. Đây nha mới chịu nha. Ủa nó là váy với luôn. Mã số 4 là váy nha mới chịu nha. Váy dùng cho em, bên hông của nó là nhúng đây nè. Nhúng nha, em tặng mấy chị con này luôn 69.000. Size của Hải đang cầm là size 52 cái đổ lại ok. Phần dưới của nó rất là đẹp nha. Đẹp lắm luôn. Năm nay mấy chị thấy không, mấy bạn mẫu hay mặc mấy cái con này lắm cả nhà. Kiểu chữ như thế này nè. Đẹp lắm luôn á. Lên liền cho em mã dùm cho em. 469 thì lên Nguyễn. Một con. Rồi lên liền cho em mã số 5 dùng cho em. Mã số 5 size M nè. 5 size M, một con đầm trắng về mang đi đám cưới liền cho Hải nha. Tặng luôn mấy chị 79.000. Lên liền cho em mã số 5 79.000. Lên liền cho em mã số 5 dùng cho em 79.000. Rồi lên liền cho em mã số 6 đầm baby doll dùng cho em nè, 69.000 luôn. Lên liền cho em mã số mấy? Dạ. Số 6 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 6 dùng cho em, 69.000 dùng cho em. Số 6 69.000 được rồi chị nhỏ. Số 5 79 cho Dung Nhi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 7 dùng cho em, chân váy size S. Số 6 Son Mignon. Xinh lắm á cả nhà ơi, 49.000. Số 6 nè. Mã số 6 là 69.000. Rồi lên liền cho em mã số 7 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 7 size S dùng cho em, 49.000. Mã số 7 size S 49.000, hàng Quảng Châu có quần bên trong. Chị Trịnh Văn Khánh lên đúng mã cho em, chị ơi đừng lên mã váy không em, biết váy nào chị ơi. Rồi lấy một chút liền cho em, người ta đọc mã mấy bà không lên mã mà cứ lên váy, ai biết váy mấy bà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã số mấy? Mã số 8 dùng cho em. Mã số 8 nhưng mà bạn nào mặc size S đó, thật sự mặc size S nha, rất rất là đẹp luôn. Tặng mấy chị luôn 69.000. Nay có hai con. Hai con nha, hàng Hân Store người ta bán 235.000. Mà cái bạn này bán giá là giá bình dân rồi đó cả nhà ơi, siêu rẻ luôn rồi đó. Đây nè, 235 nha mấy chị nha, hàng dưới này mấy chị. Này mình thử thôi, mình thấy đẹp là bao nhiêu mình cũng mua hết trơn cả nhà ơi. Còn lên liền cho em mã dùng cho em mã số 8 dùng cho em, 6 à, bao nhiêu? 69.000. Lên liền cho em mã số 8. Trời. Số 8 lên cho em 69.000 chưa? Lên liền cho em mã số 8. Còn lên liền cho em mã số 9 49.000 quần phòng dùng cho em. Còn lên liền cho em mã số 9 49.000 quần phòng dùng cho em.
Mã số 9 nha cả nhà nha, 49. Vừa xem vừa chống tương tác với mấy chị ơi. Bữa nay mùa này là mấy chị mua quần sọt rất là nhiều luôn nha. Đây nè mấy chị, quần phòng nè, quần phòng nha, chờ lấy chốt liền cho em. Lê liền cho em mã số 9 dùng cho em 49 nha. 9 vô bắn lê. Rồi lê liền cho em mã số 9 dùng cho em 49 nha. Số 8 69 ngàn cho An Yên. Rồi đầm tô. Đầm tô này mà mặc là thôi luôn á, thiệt đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi lê liềm cho em mã dùng cho em. Chính vô hình vi. Cầm này mang đẹp lắm nha, mấy chị đắp tà qua cho. Chính vô vấn lê có rồi à, chính vô Dung Nhi. Đắp qua nha, con này mặc lên xinh lắm luôn á. Chính vô chị Lân Nguyễn, chị nào có đơn cố gắng chọn đủ đơn trên 89 ngàn để ngày mai em dư luôn à. Cầm này mặc lên xinh lắm. Số 9 Nguyễn thì hình lên. Đắp tà qua nha, phải xô nè. Xô nha. Chính cho Hồng Loan. Rồi lê liềm cho em mã số 10, 69 ngàn. Rồi lê liềm cho em mã số 10. Chính cho Thùy Huỳnh. Rồi lên liền cho em mã số 10 dùng cho em 69 ngàn dùng cho em. 10 dùng cho em 69 ngàn đầm xô. Lên liền cho em mã số 10 dùng cho em đầm xô 69 ngàn. Đầm xô màu vàng mã số 10 69 ngàn cho em ạ. Rồi lên liền cho em mã 11 dùng cho em 49 ngàn. Ôi con này mà 49 ngàn, chị nào đi học đi làm này kia lấy liền đi cả nhà luôn. Rồi lấy liền cho em 11 dùm cho em. Số 10 cho chị à, Vy Vy. Rồi lấy liền cho em mã 11, 49 ngàn. 11 này mấy chị mặc size M được, ML đều được hết nha, SML đều vừa hết hết. Hàng tan da ra 10 cho Tam La. Còn lá liềm cho em 11, 49 nghìn. Lá liềm cho em mã 11, liềm cho em 49 nghìn. Mời cho hình nguyên. Còn lá liềm cho em mã 12, dùm cho em một con áo còn rất tốt nha. Thả luôn mấy chị. Mời cho Như Cẩm. Còn lá liềm cho em mã dùm cho em 12, 39 nghìn. 12 dùm cho em 39 nghìn. Chị nào có con mua về cho con mang cũng được, có con gái cả nhà mua mấy con áo còn rất tốt này cho bé. 11 49 ngàn cho chị Mộc Trà. Rồi lấy liền cho em mã dùng cho em 12 đi cả nhà. 12 39 ngàn. Mộc Trà 494 là ghé lấy đúng không chị ơi? 11 liễu rồm. Mười hai ba chín cho Thanh Lê hai con. Rồi lá liềm che mã 13 dùng cho em 13 này, xả luôn 79 ngàn. Rồi lá liềm che mã 13 79 ngàn dùng cho em. Lá liềm che mã 13 79 ngàn một con thôi, tại nhiều hết rồi. Cái áo này em về hết sạch rồi, về tới 3-4 màu rồi hết rồi. 12 cho Trinh Nguyễn. Rồi lên liềm cho em mã 14. Rồi lên liềm cho em mã 14 dùng cho em. Ở dưới lấy đồ hả? Rồi lên liềm cho em mã 14 dùng cho em 59 ngàn. Lên liềm cho em mã 14 59 ngàn dùng cho em. Ở đây có chung cho mình nè. Rồi lên liềm cho em mã 14 xem like chấm bài tương tác với cả nhà ơi. Rồi lên liềm cho em mã 14 59 ngàn. Lấy liềm cho em 14, 59 nè. 14 là gì? 59. 14 là cái màu đỏ hả? Ừ. Cái bông xanh nó để qua em mặc luôn đi không? Rồi lấy liềm cho em mã dùng cho em mã 15 dùng cho em 89 nè. 15, 89 nè đầm hoa dùng cho em. 15 dùng cho em, 89 ngàn. Chia nhỉ? Nếu lấy cái chiều, chiều anh kêu đâu có em. Nếu anh lấy cái chiều, anh lùm sang rồi đâu có. 14 Thảo Vân. 14 Nga Bi. còn cái chị Lê Thảo. Rồi lên liềm cho em mã 15, 89 ngàn. 14 thì Ngọc Khánh. Rồi lên liềm cho em mã 15, 89 ngàn. 15, 89 ngàn có được.
hai cái. Mì uống đậu phân có rồi, lên mã 15 89 ngàn nha em. Cái mã 15 89 ngàn. Rất là mềm ơn. Rồi lên liền cho em mã 16. 15 Hồng Loan. 16 tặng với chị 79 ngàn. Lên liền cho em mã 16 79 ngàn. Chị nào lấy set này may. 15 đi. Còn có một con thôi chị Hồng Nhung Ngô ơi. Vải mát lắm á. Cho mãi mặt là 159 ngàn chị Lê Thảo ha. Cái này vải mát lắm luôn á. Cả nhà mua đi. Cả nhà mùa này mấy chị may mấy cái set này rất là sướng luôn á nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 16 dùng cho em 79 ngàn. Lên liền cho em mã 16 dùng cho em 79 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 17 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 17 dùng cho em. Tặng luôn với chị 39 ngàn size S không. 17 39 ngàn size S. 17 39 ngàn size S dùng cho em. 16 cho Phan Thanh Phương. 16 là gì? 16 là 79 ngàn. Rồi lên 16 Nabi 10 à. 18 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 18. 18 này nhưng mà hãy có size M thôi, hãy xả luôn với chị con này 89 ngàn. Lên liền cho em mã 18. 89 ngàn. Ok chị Hồng Nhung Ngô. Ok chị Hồng Nhung Ngô. 18 dùng cho em. Em xả luôn cho mấy chị con này 89 ngàn size M nha, hàng LNG nha. Hàng LG này nguyên năm này em bán được có mấy được thôi cả nhà. Ôi hàng đắt quá không tìm ra được hàng hết. 17 39 ngàn hàng gì hàng ở đơn hàng mình là cái lấy đúng không chị ơi? Lên liền cho em mã 18 đi có con cho cả nhà. Chị lấy chục cái cục ở dùng. Tăng 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 tăng. Còn lên liền cho em mã 19 dùng cho em. 19 3 18 là 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 19 39 ngàn. 18 Phạm Nguyên. Rồi lên liền cho em mã 19 39 ngàn có quần bên trong luôn. Rồi lên liền cho em mã 19 39 ngàn. Ok chị Hằng nghe chị qua ghế lấy hàng hết giúp em ạ. 18 có một con không á chị ơi. Em nhớ là em mới vừa xả đơn ghế lấy quá trời luôn mà bữa nay em cũng thấy quá trời luôn. Nó vương là không nhận đơn ghế lấy mà cũng cứ kêu để ghế lấy mấy chị. Mười chín ba chín ngàn hàng. Rồi lên liền cho em mã 20 này xả luôn 59 ngàn vải xô cả nhà. Các nhìn cái sơ mi này đó. Hàng nó đắt nó khác bột luôn cả nhà ơi. Cái tay của nó là nó không phải là cái tay dài đâu nha. Mà nó dạng như mấy chị mặc lên nó là dạng cái tay mà nó bồng lên đó. Bồng lên nha cả nhà nha. Mà mấy chị nhìn cái phô mà cái sơ mi nó to này. Sơ mi mặc càng rộng là càng đẹp ra. Còn sơ mi ôm là nó sẽ khác. Không có gì bầu bừa bảo ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 20 hả. 20 đi cả nhà, em xả luôn với chị 59 ngàn. Xanh với lại kem dùng cho em. 20 lên màu đi cả nhà ơi, 20 lên màu chị Linh. Chị Linh lấy xanh hay lấy kem, lấy hai màu đi chị, đẹp lắm luôn á, hả nói thiệt. Đẹp lắm luôn. Cái này thường mấy chị đi mua ở trong second hand á. Chứ hàng mà, hàng như thế này người ta lay đắt lắm cả nhà ơi. 600 ngàn một con á. Màu xanh với lại màu xám xám kem kem sao. 20 lên màu. Rồi lên liền cho em mã 21 nè. Rồi lên liền cho em 20 xanh 59 ngàn cho Trinh Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 21 đầm bao đầy dùng cho em. Rồi lên liền cho em 20 kem cho Linh Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 21 đầm bao đầy em xả luôn mấy chị con này 69 ngàn. Bao đầy nhưng mà cái con này mấy chị ơi mặc cái con này là ghi 20 xanh cho Trang Trần lắm luôn ấy. Nó là kiểu như là nó sẽ rớt qua này mấy chị ôm cái 20 em còn một kem thôi ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 21 69 ngàn. Hai mốt cho Trinh Nguyễn. Còn lên liền cho em mã 22 này. 22 nha cả nhà nha. 22 này tặng luôn cho mấy chị luôn. Chốt liền cho em mã 22. 22 này xả luôn cho cả nhà luôn 59 ngàn. Lên liền cho em mã 22 59 ngàn. Lên liền cho em mã 22 59 ngàn liền cho em. Còn lên liền cho em mã 22 59 ngàn. Hai chị nào mặc size S thì lấy liền.
22.59 ngàn là cho em không, cái này mà để dành y tết mà bán thôi luôn á, đúng bài cả nhà. Ai Vi Nguyễn 23 nhưng mà size S thôi nha, em tặng với chị 79 ngàn, lấy liền cho em là 23.79 ngàn. Em mà đúng tết đâu cả nhà ơi. Ok chị Trang Trần nha, lợi dụng đơn của chị Hồng Nhung Ngô cho đơn mình luôn hay sao? 22.59 ngàn cho Thanh Thảo Nguyễn. Rồi lên liền cho em là 23 size S dùng cho em. Size S nha, 79 ngàn. 22 bé Hoa Úc. Cái này tết là hãy hai đi mua, hãy mua mặt tất cả nhà ơi, 600-700 ngàn một con đó. 23 Hằng Hằng. 23 đẹp lắm, siêu đẹp luôn. Lên liền cho em là 23 đi cả nhà, 79 ngàn. Lên liền cho em là 23 dùng cho em, 79 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em là 23, 79 ngàn. Hai mươi hai 59 ngàn cho chị ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 24 dùng cho em. 24 là mấy chị được hẳn một con quần xung không bóc màu dùng cho em nè. 23 Tịnh Phan. Cái này em không lên màu nha, áo đó là nó có một con áo dây cộng bún dùng cho em. Một con áo dây cộng bún nha cả nhà nha, kèm cho mình một con quần nè. Quần của Hải đang cầm là size M cả nhà. Em tặng luôn mấy chị cái set này 89 ngàn luôn. Lấy liền cho em mã 24 dùng cho em. Xả luôn mấy chị 89 ngàn. Lấy liền cho em mã 24 89 ngàn dùng cho em. 24 89 ngàn nha. Chị lấy đi chút. Em nói thôi con quần này mấy chị mua 300 rồi nè. 300 nha. Quần ống suông dùng cho em. 24 Tịnh Phan 24 dùng cho em. Không bất nào dùng cho Hải nhẹ. Có trắng có đen này kia, nhưng mà quần thì như nheo nha. 24 là của ai? 24 là cha Nguyễn chứ. Tôi cho cha Nguyễn ạ. Nhờ ạ. Hai mươi bốn 89 ngàn cho trà Nguyễn. 25 dùng cho em nè. 25 69 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 25 69 ngàn. 24 thì Linh Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 25 69 ngàn dùng cho em. 25 nha cả nhà nha. 69 ngàn. 25 69 ngàn. 24 Hiền Hiền. Rồi lên liền cho em mã 25 69 ngàn. Thái tư Mai Trâm. Rồi em có một con áo siêu xịn luôn cả nhà. Siêu xịn luôn nha. Mua mặt mấy chứ. Tác của nó là tác sườn nha. Sườn về mấy chị dài. Thái tư em hết rồi. Đây nó sẽ có cho mình một cái nút bấm ở đây nè. Vải đẹp lắm. Thiệt sự luôn là vải rất là đẹp nha cả nhà nha. Siêu đẹp luôn, của nó là tan như thế này. 26 dùng cho em. Lên liền cho em mà 26 hãy tặng với chị 59 ngàn. Lên liền cho em mà 26 59 ngàn đi cả nhà. Không hề hở nha, tại vì nó đã làm cho mình một cái nút bấm ở đây nè. Nhưng mới chịu nha, vải đã lắm. 2659 cho Hiền Hiền. 2659 ngàn hàng tan đó là mấy chị biết hàng xịn. 2659 cho Kinh Nguyễn. Mấy chị nhìn thoáng về mấy chị cầm cái vải của nó đi, nó mướt mờ luôn. Thấy mã 26 đi mấy chị ơi. Cái vải siêu mướt 26, luôn. 2659 ngàn ạ. Trời ơi. Là giá gì đây. 27 size S dùng cho em. Lên liền cho em mã 27 size S, xả luôn 79 ngàn. Trời ơi, Hiền Huyền đi đâu, giờ trường mới vô like quá chờ mẫu luôn. Rồi lên liền cho em mã 27, tặng luôn 79 ngàn hàng miêu miêu nha. Ép lòng xuống để xả cái con này chứ không muốn xả đâu cả nhà ơi. Nha mới chịu nha, con đầm của nó đẹp lắm, vai của nó lên cũng đẹp nha. Để xíu phần cái con này. Lên liền cho em mã 27. Hàng miêu miêu nè cả nhà ơi, nhà Minh á. Nó liền cho em mặc, nó dùng cho. Nó 779 ngàn. Rồi lên 27 liền cho Bích Ngọc. 28 dùng cho em, một con sơ mi siêu đẹp luôn nha, 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mặc 27 dùng cho. Lên liền cho em mặc 28 à.
28 dùng cho em 69 nha. Chị nào mua con sơ mi này đi, vải không phải là vải sơ mi bình thường như mình là mình hay may hay là hay like đâu cả nhà ơi. Của nó là hàng vải sao cả nhà ơi. Thật giống như hàng mà hàng Nhật á cả nhà, mấy cái chất mặt bưởi hàng Nhật á. Lên liền cho em mã dùng cho em 28. Thiệt luôn, nó không phải là chất sơ mi như của mình đâu cả nhà ơi, về cầm lên đi nha, xem thử như là hãy nấu hay không nha mấy tình yêu nha. 69 nha. 28 cho Nguyệt nha. Lên liền cho em mã 28 dùng cho em 69 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 28 phải không? Nó đâu có vải như vải mà bình thường của mình đâu đúng không? Vải gì á cả nhà mà nó mát lắm. Vải lạ lắm luôn á, vải hàng giống như hàng Nhật á cả nhà. Giờ lấy thì chốt liền cho em. Giờ lấy 28 đi 28, mua về mặt đi cả nhà nó sướng lắm luôn, có 69 ngàn hả? Giờ lấy thì chốt. 29 cho thì hình. Rồi lên liền cho em 29 cho mộc trà. 29 nè, xả luôn mấy chị 49 nè. Rồi lên liền cho em mã 29. Rồi lên liền cho em mã 29 dùng cho em 49 nè. Em có tím và em có vàng. Tím và vàng dùng cho em, con này có phải bài nghe, mặt là tiêu mát luôn. Mấy chị cần mặc với lại một con quần phòng hoặc là một con quần tất ta thôi cả nhà ơi nha. Mặt tiêu mát cho mấy chị luôn, màu vàng màu tím 49 nè. Rồi lên liền cho em mã 29 dùm cho em, hết 28 rồi chứ không. Lên liền cho em mã 29. 29 là cái vai của nó là nó có chuông nha, cho chị mượn lại 29 cái gì. Tím và vàng dùm cho em, đây nè. Em nói mấy chị yêu nha, chuông ở đây nè, đây là mấy chị may xuống. Lên liền cho em mã 29, 49 ngàn dùm cho em. Em nghĩ sao nhớ cái này mình lên hết rồi một cái 2949 này. Thì trốn rồi đúng không? Hết 9 vàng cho mình vi 49 ngàn. Thì cái đầm đẹp như thế này đây mấy chị. Nhớ là đợt trước em lên hết rồi mấy chị, ở đâu lò ra được hai con nữa nè. Mà mấy 30 đi cả nhà ơi, 30 nha. 69 ngàn, đẹp lắm khách ơi. Con này mấy chị lúc mình mặc đó là mình sẽ cột lên trên này. Đó, năm nay nó kiểu nó hot hot mà mặc cột lên đây nha mấy chị yêu nha. Ở đây nó có mốt thuật cho mình rồi, chỉ cần dán thôi nha mấy chị yêu nha. 69 ngàn, bạn nào mặc size S của lại là mang đẹp. Rồi lên liền cho em mã 31 dùm cho em, tặng mấy chị 39 ngàn. Mua mặt đấy. 30, 69 cho Thảo Vân. Phải mềm mắt lắm. Rồi lên liền cho em mã 31, mặt dưỡng da. 30 Mỹ Hằng. Cho em mã 31 dùng cho em. 31 dùng cho em, 39 ngàn. Cứ với lòng là em sẽ dưỡng da mà con dưỡng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, 32 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 32, tặng luôn cho mấy chị con này 39 ngàn, size M. 31, 39 thì thu thì trên hai con. 32, 39 ngàn, size M. Rồi lên liền cho em mã 32, 39 ngàn, size M dùm cho em. Mấy chị ơi, 33, size L dùm cho em. Lên liền cho em mã 33, size L, 33, size L 49 ngàn, chị nào chưa chốt được thì lên lại dùm cho em ha. Rồi lên liền cho em mã 33 size L dùm cho em. Lên liền cho em mã 33 size M L dùm cho em. 33 49 cho thì thu thì trên. Lên liền cho em mã 33 size L. Lên liền cho em mã 33. Rồi lên liền cho em mã 34. Lên liền cho em mã 34 dùng cho em, 34 nha, 59 ngàn. Lên liền cho em mã 34, 59 ngàn. Con này mấy chị có nhiều cách để mặc lắm luôn, mà khoác cũng được nha. Mình làm mặc với lại đầm body cũng được. Xong mấy chị trẻ trẻ ra cái vai như thế này, con này đẹp lắm đó. Con này nhìn như vậy thôi chứ phối đồ lên lạ lắm á. Lên liền cho em mã 34 đi cả nhà.
34 59 ngàn. Lên mã 34 59 ngàn áo màu nâu luôn giúp em chưa? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 35 dùng cho em này. Lên liền cho em mã 35 tơ dùng cho em 69 ngàn. Lên liền cho em mã 35 dùng cho em. Lên liền cho em mã 35 69 ngàn dùng cho em này. 35 nha cả nhà nha, 69 ngàn, có duy nhất được có một con thôi. 35 dùng cho em, 69 ngàn. Này mấy chị, cái tơ của nó ống lên luôn nè, một con duy nhất thôi. Ba mươi lăm đi giúp em 69 ngàn chưa? Ừ, tài gì quên rồi. Tài gì nhắn tin họ hãy còn cái mẫu này hè. Mi thanh mi nơ gì đây nè. Ba mấy hả? 36 dùng cho em, chấm bài đi cả nhà. Ôi để em lên ha, còn không em xuống like cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 36 đi. Tặng mấy chị con này 89 ngàn hàng nhà Minh á. Lên mấy chị không? Đẹp chưa? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 36 89 ngàn. Lên liền cho em mã 36 89 ngàn hàng của nhà Minh nha. Minh dùng cho em nè, nhưng mà em chỉ còn màu đen thôi. Minh dùng cho em ha, hai con duy nhất này. Lên liền cho em mã dùng cho em 3689 ngàn giúp em ạ. Lên liền cho em mã 3689 ngàn. 36 thì thôi thì trên. Lên liền cho em mã 3689 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 37 dùng cho em. Lên liền cho em mã 37 dùng cho em nè. Tặng mấy chị nốt luôn 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 37 89 ngàn. Xích hồng dùng cho em. Lên liền cho em mã 37 89 ngàn. Rồi chốt liền cho em mã 37 dùng cho em. 37 nha cả nhà nha, 89 ngàn. 37 89 ngàn. Chị nào ưng lên hàng mới thì phải là tối nha, giờ hãy không có lên hàng mới được cả nhà. Ba mươi bảy đấy em, 89 ngàn nhỉ? Tôi nhớ là tôi kêu là tôi để cái áo này trên mặt mà sao vậy ta, đúng không? Này mấy chị, 79 ngàn này. Lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy anh? Rồi lên liền cho em mã 39 dùng cho em 79 ngàn. Lên liền cho em mã 39 dùng cho em 79 ngàn. Áo len nha, cái này là dạng khoác khoác mấy chị, mặc mỏng mỏng đẹp lắm đấy. Không ai lấy để qua cho em. Em nhớ nhớ là em có để lại mặt đấy, chứ không phải là 39 cho nào đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã nha cả nhà nha. Mã mấy? 40 dùng cho em nè. 40-49 ngàn áo khoác. Lên liền cho em mã 40-49 ngàn dùng cho em. 40 nha cả nhà nha, 49 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 41 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 41 áo của polo 69 ngàn. Lên liền cho em mã 41 40-49 cho chị Linh Thùy. 41-69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 42 một con váy len. Váy len nha, 42 dùng cho em, tặng luôn 69 ngàn. 42 dùng cho em 69 ngàn. 41 Nguyễn Thiền Linh. Rồi lên liền cho em mã 42 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 43 dùng cho em một con đầm dây, tặng luôn mấy chị 59 ngàn. Lên liền cho em mã 43 59 ngàn. 43 dùng cho em 59 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 44 dùng cho em nè. 44 nha, một con áo sơ mi caro tay ngắn. 43 Trà Nguyễn 59 tay ngắn nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 44 dùng cho em. Lên liền cho em mã 44 nha, có một con thôi. Xả luôn cho mấy chị luôn 59 ngàn. Cho chị cục lẻ đi. Mấy cục lẻ đây chị lại nốt. Mờ đúng không? S à? Để cục mờ ở đâu? Có cục mờ. Mờ ở đâu rồi? Rồi tặng mấy chị set này 99 ngàn size S. Rồi lên liền cho em mã set 99 ngàn size S. Rồi lên liền cho em mã set dùm cho em nha, 99 ngàn size S. Size S dùm cho em nha mấy tình yêu nha. Cái này nút của nó là nút trong luôn á cả nhà. Đẹp lắm á. Chân vái nè. Chân vái nha mấy chị yêu nha, hàng nhà Miên dùm cho em. Thật sự luôn, những cái hàng này, hàng nhà này mới chịu nha. Không bao giờ có giá này luôn á cả nhà. Hàng lên thì còn có, chứ còn hàng đúng cái nhà này mấy chị order phải là 300 mấy ngàn một set. 300 mấy nha, cái này là giá em xả, nhưng mà em còn xa ép thôi, 3 set thôi. Em xả luôn cho mấy chị 99 ngàn. Set xanh lên giúp em ạ. Lên liền cho em mà set xanh dùng cho em ha.
Lên liền cho em mà set xanh nha mới chịu nha. Xanh dùng cho em 99 ngàn, size S dùng cho em. Size S nha mới chịu nha, hãy không nhớ là còn M hay không. Thiệt, hàng đó nhà em ít khi mà like giá xả lắm á cả nhà ơi. Set xanh 99 nhờ như. Rồi cái này lên liền cho em mà áo 109. Rồi lên liền cho em mà áo 109 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mà áo dùng cho em 109 nha. Cứ dùng cho em mà áo 109. Rút em mà áo 109 để mặc luôn. Lên liền cho em mà áo dùng cho em 109 nha. Chị nào lấy thì chốt rồi. Nhỏ cục lẻ đi nhỏ. Lên liền cho em mà áo 109. Áo nào bì. Á, dù cái cục đó lên luôn đi. Cái mắt cục lẻ đi. Cái này có trước bài gì rồi. Bao nhiêu cái cũng lái luôn á cả nhà. Này, con đầm hồng này, đầm hồng gấu này xả luôn mấy chị luôn 79 nghìn. Lên liền che mã hồng gấu 79 nghìn. Lên liền che mã hồng gấu dùng che 79 nghìn. Lên liền cho em mã hồng gấu đi cả nhà ơi. Tụi em chút nha. Hồng gấu dùng cho em 79 ngàn. Xếp lên còn thì ta hơi là hồng. Rồi xếp lên nha cả nhà nha. Hồng gấu nào bi 199 ngàn mới chị lên màu nhạt với đậm dùng cho em ha. 199 dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em 199 ngàn. Có được à, có được duy nhất được có mấy. Chị Thu Nguyễn ơi, ghế lấy hàng thì chiều mai ghế lấy hàng hết giúp em mấy chị ạ. Còn không thì chiều mai em gọi xin địa chỉ với đi hàng luôn cho mình chị nhá. Mấy chị ơi, để bữa nào ghé lấy là bữa nào mấy bà ơi, thiệt luôn á. Ngày mai chiều kìa, em đi hết mấy cái mà đơn cũ á kìa. Đơn cũ đó ra đưa cho anh. Không đâu. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đây mấy chị ơi, cái này đậm với nhạt nha. 199 ngàn, chờ lấy set rinh, ghi set rinh dùng cho em. Set rinh này mua đắt lắm mấy chị, mua về mặt đi mấy chị nha. Bình thường ở ngoài thị trường người ta bán 400-500 ngàn một set không á. Mua một set về mang mấy chị nha, đúng rẻ luôn á. Nha mấy chị ơi nha, hãy bán mấy chị mua 3 set đi mấy chị ơi nha. Ta ngồi chỉ mua được một set thôi, tại vì rinh nó rất là đắt nha cả nhà nha. 199 ngàn, set rinh đậm và set rinh nhạt dùng cho em. Chờ lấy đậm ghi đậm nha, chị nào lấy nhạt ghi nhạt dùng cho em. Size S, size M, size L mấy chị mang để ok hết luôn á nha, đẹp lắm. 199, chờ lấy đậm ghi đậm, chờ lấy nhạt ghi nhạt dùng cho em. Mấy set không? Set rinh đậm và set rinh nhạt. Set rinh đậm cho Nabi 199. 199 ngàn, đáng tiền để mua mặt lắm đó mấy chị ơi. Trên thị trường không ai bán giá đó luôn á, thiệt. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã này là mã váy dùng cho em nè, váy lưới dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã váy lưới, xả luôn cho mấy chị con này 99 ngàn. Ôi, con này mà đi Đà Lạt này kia mà chụp hình thì thôi luôn á, thiệt sự luôn á, nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Chính nhạc cho mèo nâu. Cái con này là hàng Âu á cả nhà ơi. Nha mấy chị ơi nha, hàng xúc á. Hàng của mình xúc đi á cả nhà, phải đẹp lắm. Rồi lo liền cho em mã xếp váy lưới dùng cho em. Lưới nha cả nhà nha. Lo liền cho em mã lưới dùng cho em. Xếp chính nhạc cho Nguyễn Quỳnh. Lo liền em mã lưới 99 Nguyễn, ngàn. Nguyễn Quỳnh thì lấy mã xếp chính nhạc đúng không ạ? Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em nè. Đầm yếm dùng cho em nè. Còn lên liền cho em mã đầm yếm, vải này siêu mát luôn. Xả luôn mấy chị con này 89 ngàn. Còn lên liền cho em mã váy 89 ngàn. Váy hoa 89 ngàn. Xin lưới bao nhiêu? Xin lưới 99 ngàn. Xin lưới cho Thanh Vô Hoàng Thị. Còn lên liền cho em mã hoa yếm dùng cho em nè. Hoa yếm nha, xả luôn cho mấy chị 89 ngàn. Lên liền cho em mã hoa yếm 89 ngàn dùng cho em. Con này mang đẹp lắm nha mấy chị yêu nha. Của nó như thế này. Rồi lên liền cho em mã hoa yến 89 ngàn. Lên liền cho em mã hoa yến dùng cho em 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 99 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã hồng 99 ngàn. Hồng dùng cho em 99 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã hồng 99 ngàn. Dễ thương quá Hiền. Cái này mấy chị ơi, lúc nãy em có lên hai cái rồi đó. Chị nào không chốt được thì lên lại dùng cho Hải Hiền. Còn một con lẻ đâu nè. Hồng 99 ngàn, con này mặc xinh lắm. Nhìn ren thôi là đủ biết hàng xịn hay không nha. Nè mấy chị,
mấy cái re như này mấy chị mua một cái đầm của nó rơi tầm khoảng 1,5 triệu một con á mấy chị. Cái re của nó là ren mà nó ren làm nổi hết cả nhà nha. Kèm cho mình một con chân vái này, nguyên cái set này luôn nha. Size của Hải đang cầm là size M, Hải tặng luôn nha mấy chị set này 119 ngàn. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã set 119 size M dùng cho em. Lấy liền cho em mã set dùng cho em 119 ngàn size M nha. Size M nha mấy chị luôn nha. Mấy chị nhìn cái ren của nó này. Phía sau của nó là có khó kéo cho mình ha, nên là mấy chị mặc vô tư, mặc sướng lắm luôn, thoải mái lắm. Lấy liền cho em mã váy dùng cho em set dùng cho em 119 ngàn. Duy nhất được có một set thôi cả nhà, 119 ngàn. Cái đó là size S lại lấy luôn á, không có like đâu, tại vì trẻ S gu của Hải đó. Rồi lên liền cho em mã váy sung dùng cho em nè, váy sung heo 79 ngàn. Lên liền cho em mã sung heo dùng cho em 79 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã sung heo dùng cho em 79 ngàn. Đây có túi cho mình nè, có túi hai bên ha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã sung heo dùng cho em. Sung heo nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã sung heo. Heo 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 dùng cho em. Còn áo thun rồi nó không nè. Sung heo vô hình gì lên chút. Rồi lên liền cho em 59 ngàn. Rồi lên liền cho em mã hồng 59 ngàn. Lên liền cho em mã set hồng dùng cho em này. Set hồng nha 59 ngàn dùng cho em. Hồng dùng cho Hải 59 ngàn. Cho chị ít cục lẻ ngon đi. Hồng dùng cho em 59 ngàn. Chấm bài tương tác lên đi cả nhà ơi. Anh được chụp cho em cái này nè. Cái sẵn luôn mấy cái lẻ lẻ này. Rồi lên liền cho em mã cam dùng cho em 79 ngàn. Rồi lên liền cho em mã cam dùng cho em 79 ngàn dùng cho em. Cam nha cả nhà nha, 79 ngàn. Con này size L nha, L dùng cho em. ML mấy chị mang vừa đó. Lên liền cho em mã set cam 79 ngàn. Set cam này là lên 139 ngàn nha, một set thôi. Lên liền cho em mã cam dùng cho em. Cam 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 nha. Còn không? Cam 79 ngàn ngân thu. Rồi cái này lên liền cho em mã áo dùng cho em. Áo 69 ngàn, phông trắng 69 ngàn một con. Rồi lên liền cho em mã phông trắng dùng cho em 69 ngàn. Nó có một cái nơ đây nè, dễ thương lắm. Rồi lên liền cho em mã phông trắng dùng cho em. Phông đọc chính là cái nào. Thôi lên miếng cho Hoa Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã phông trắng dùng cho em. Phông trắng nha, 50, à, bao nhiêu phông trắng 69 ngàn. Rồi lên hàng lẻ nha, lên hết trên đây lại là em nghĩ đó cả nhà. Này lại toàn váy không nè. Rồi cái này lên liền cho em mã bộ gấu, em xả mấy chị cái này 99 ngàn. Lên liền cho em mã bộ gấu 99 ngàn dùng cho em, một bộ duy nhất. Này là hàng 165 ngàn luôn á, chứ không phải là hàng 130, 140 đâu cả nhà. 165 đó, một set thôi. Một set thì em mới giả giá này nha mấy chị nha, chứ còn 4-5 set thì em bây giờ không có lôi ra đâu cả nhà ơi, thật sự luôn. Đây nè, 99 ngàn. Lên liền cho em mã set gấu 99 ngàn. Lên liền cho em mã set gấu 99 ngàn. Bông trắng 69 cho xung vân tròn. Rồi cái này lên liền cho em mã đen dùm cho em. Rồi gấu thì lên trúc. Rồi lên liền cho em mã gấu đen dùm cho em đi, xả luôn 99 ngàn. Lên liền cho em mã gấu đen 99 ngàn. Gấu đen dùm cho em 99 ngàn. Rồi cái này là hàng của nhà Minh luôn nè. Lên liền cho em mã gấu đen 99 ngàn. Rồi cái này là size S nha mấy chị nha. Size S em xả luôn 99 ngàn luôn. Cái này mấy chị được lờ một cái quần tắc ta rất là đẹp luôn á. Quần tắc ta này về mấy chị phối với áo thun này kia đẹp lắm. Size S liền cho em. Rồi lên liền cho em mã set trắng 99 ngàn. Giờ lấy gấu đen lên mở gấu đen à. Ừ. Đẹp chưa? Rồi lên liền cho em mã set trắng dùng cho em có tân đơ cho mình luôn ha. 99 ngàn một con thôi. Lên liền cho em mã set trắng. Lên liền cho em mã set trắng. Gấu em hết gấu rồi cả nhà ơi, em còn gấu đen á. Chị nào lấy gấu đen thì lên gấu đen. Cái này còn không hết rồi. Rồi lên liền cho em mã set cam dùm cho em nè. Lên liền cho em mã set cam 119 nè. Ở lộn, xả luôn cho mấy chị 99 nè. Lên liền cho em mã set cam. Hàng của gì quên rồi. Hàng của Đàn Ngân Châu này kia đó cả nhà. Đẹp lắm luôn á.
một con thôi nha, giờ không có lên hàng nhiều. Ca 119 mèo đâu? Ai mấy chị không, cam 99 nha. Cam 99 cho mèo đâu? Rồi lên liền cho em mã váy hồng. Váy hồng size M nè. Hồng size M em tặng 89 nha. Lên liền cho em mã váy hồng size M 89 nha. Rồi lên liền cho em mã váy hồng size M 89 nha. Váy hồng size M nha. Váy hồng này là hàng đắt của nhà đó cả nhà ơi, 139 ngàn đó mà một con thôi nha, xả luôn mấy chị đi. Váy hồng nãy lên đầu like thì nó có một cái quá chút không có kịp đó cả nhà, nên là phải lên hàng sale số lượng hết. Giờ cái này là toàn váy không á. Rồi lên liền cho em mà set hoa dùng cho em nè. Set hoa size M dùng cho em, xả luôn mấy chị, set này 79 ngàn. Lên liền cho em mà set hoa size M dùng cho em. Hoa nha cả nhà nha. Lên liền cho em mà xếp hoa size M 79 ngàn. Hoa size M dùng cho em 79 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mà xếp hoa size M. Hoa M dùng cho em đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, xếp hồng dùng cho em. Lên liền cho em mà xếp hồng 79 ngàn. Lên nốt mã này quay chốt em xuống nha. Cái này để bữa sau like cả nhà. Mấy cái này không bao giờ mà sợ ế đâu, tại vì mấy cái set này hàng đắt không á. Mà đầu la phải lên hàng số lượng chứ lên một cái không chạy được. Lên liền cho em mã dùng cho em mã này. Cái gì mấy mã set hồng đi. Set hồng. Set hồng dùng cho em. Set hồng 79 cho anh Minh. Lên liền cho em mã set hồng nha cả nhà nha. Mấy cái hàng lẻ tẻ này kia còn sợ chứ mòn váy set thì không bao giờ sợ mà ế đâu cả nhà ơi, nên là giá này là rẻ quá rồi cả nhà ơi. Rồi xả luôn cho mấy chị con váy này 99 ngàn size M. Em nói thật luôn á, đây nè mấy chị nè. Mấy cái hàng này mấy chị đi mua hàng thanh lý, người ta mặc chán mặc kê rồi cũng là trên 100 ngàn rồi. Nhưng mấy chịu nha, trên 100, 200, 300 rồi nè. Nghe mấy chịu nha, mỗi tụi nó lẻ thôi, em lười like thôi cả nha. Size của Hải đang cầm là size M nè. Size M caro dùng cho em. Size của Hải đang cầm là size M. Đó liền cho em ở đầm caro. Hàng đàn ăn châu á cả nhà ơi, 99 ngàn luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã xét quần xanh dùng cho em. Xét quần xanh nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mã xét quần xanh, size của Hải đang cầm là size S nè. Xét quần xanh size S nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, xét quần xanh size S hàng sale mấy chị ơi, nên là không có lên. Alo thì Ngọc Khánh. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em nè mấy chị. Lên liền cho em mã xét xanh dùng cho em. Lên liền cho em mã xét xanh 79 ngàn size S. Xếp xanh 79 ngàn Vi Nguyễn. Trời ơi, tặng luôn mấy chị con này 79 ngàn. Áo đá dùng cho em. Lên liền cho em mà áo đá 79 ngàn. Chua che, chắc cái này cũng phải là trên 130, 140 một con thôi cả nhà. Dịch nha. Lên liền cho em mà áo đá 79 ngàn. Đẹp quá. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã hoa đầm vàng dùng cho em nè. Lên liền cho em mã đầm vàng dùng cho em. Đầm vàng. Áo đá nabi. Rồi lên liền cho em mã vàng dùng cho em. Vàng nha. Vàng này size. Vàng size S thôi. Xả luôn mấy chị 99 nè. Cái vàng này là vải lên nhìn á. Vàng này nhập đắt lắm luôn. Trên hàng 160 đó cả nhà. Trên 160 nha. Còn con cuối cùng em xả 99 nè. Em like mà còn 3 con em vẫn like giá bình thường cả nhà. Không giả xả đâu cả nhà ơi. Nha. Những cái dòng như thế này nè. Những cái váy mà vẫn còn đang hot là em không có xả đâu cả nhà ơi. Nhưng mà còn một con thì cho đi luôn. Rồi lên liền cho em mã set nâu nè. Set nâu nha mấy chị nha, 139 ngàn nè, xả luôn cho mấy chị luôn. 99 ngàn. Lên liền cho em mã set nâu 99 ngàn. Set nâu này mặc xinh lắm nha. Set nâu này nó có dây cọt ở đây nè cả nhà. Nha mấy chị nha, có cái dây cho mình nè. Cái set nâu này siêu dễ thương luôn, chào lấy đi. Lên liền cho em mã set nâu dùng cho em. Set nâu nha, chung ở phía sau cho mình, xả luôn 99 ngàn. Chào lấy set nâu đi, set nâu. Rồi lên liền chào Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã áo bèo đi cả nhà. Áo bèo nha, phía sau cái bèo này nó hơi bị dơ một chút xíu thôi, không có sao đâu cả nhà. Em xả luôn 59 ngàn.
Rồi lên liền cho em áo bèo 59.000. Áo bèo nha, áo bèo này Hải Lai là 129.000, xã luôn 59.000. Lên liền cho em áo bèo. Lên liền cho em áo bèo. Rồi lên liền cho em áo trắng dùng cho em. Sao cái này như bỏ ra nó bị cục bao ra đúng không? Cái này mấy chị cũng dính vô một chút xíu ở đây. Xả luôn cho mấy chị con này luôn 49.000. Lên liền cho em áo trắng cà rốt tốt. Áo bèo anh Bông. Sơ mi trắng cà rốt tốt 49.000. Sơ mi trắng cà rốt tốt dùng cho em 49.000 dùng cho em. Trắng 49 tuy hoàng. Rồi lên liền cho em áo kem dùng cho em. Rồi lên liền cho em áo kem dùng cho em. Lên liền cho em áo set kem nha cả nhà nha. Set kem dùng cho em, xả mấy chị set kem này 89.000. Rồi lên liền cho em áo set kem 89.000 dùng cho em. Lên liền cho em áo set kem nha, 89.000 dùng cho em. Lên liền cho em áo set kem 89.000. Ôi siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Váy đen dùng cho em. Rồi lên liền cho em áo váy đen, em xả luôn mấy chị 69.000. Cái con đen này nó giống cái con đầm hoa lúc nãy em lên nắp, nhưng mà của nó là đơn trơn này cả nhà. Nhìn nó đứng cứ ngắt luôn cái váy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã váy đen dùng cho em. Kem cho em cho chàng. Con tính chào Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã váy đen dùng cho em. Con này mặc xinh lắm nha, 69.000 luôn, bán tặng cho mấy chị luôn. Hàng, hàng có bao nè. Đây mấy chị ơi, nhìn cái đầm, nhìn lắm đầu đen nó không thấy á. Lúc nãy em có lên cái y như vậy luôn mà màu hoa nhí á. Chèo lấy chốt liền cho em mã dùng cho em, váy đen dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã hồng, xả luôn mấy chị Vinh Trần. Hồng 79.000. Hồng Babydoll 79.000. Hồng này lúc hốt nha mấy chị ơi nha. Hốt quá trời hốt luôn. Hốt đến nỗi mà từ màu xanh tới màu hồng nha. Mấy chị lên liền cho em mã váy hồng. Váy hồng dùng cho em 79.000. Lên liền cho em mã váy hồng dùng cho em 79.000. Hồng 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 79.000. Lên liền cho em mã đầm hồng 79.000. Rồi lên liền cho em mã caro 69.000. Lên liền cho em mã caro dùng cho em. Caro nha 69.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em caro dùng cho em 69.000 dùng cho em. Caro nha mấy tình yêu nha 69.000. Vải rất là đẹp luôn. Con này hàng cao bao bán quá trời bán luôn á. Còn một con cuối cùng á. Rồi lấy cho em mã caro 69.000. Chị nào lấy sơ mi này đi mấy chị, một con duy nhất luôn. Rồi lên liền cho em mã sơ mi tặng luôn mấy chị 69.000. Lên liền cho em mã sơ mi hồng, hồng hồng cam cam ấy. Lên liền cho em mã dùng cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã nha cả nhà nha. Chốt liền cho em mã này là mã sơ mi cam. Cam nha cả nhà nha. Lên liền có rô hình như. Rồi lên liền cho em mã cam dùng cho em. Cam 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 cam. Rồi lên liền cho em một con váy yêu đất của nhà Hải luôn, 139.000. Một con duy nhất này, xả luôn mấy chị luôn, 79.000. Rồi lên liền cho em mã váy đen, 79.000. Sơ mi cam mèo nâu. Rồi lên liền cho em mã váy đen dùng cho em, 79.000 dùng cho em. Thôi cho tôi tự nhiên tí chân ngồi chéo chân chị cho. Đau chân. Rồi lên liền cho em mã váy đen dùng cho em nè. Váy đen nha, con này chị nào bầu á, bầu mua về mang cũng dễ thương á. Váy đen dùng cho em. Nãy cục này toàn như mẫu lẻ là toàn váy xét không mà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Đen cho Phan Thanh Phương. Thế đâu đi. Lên liền cho em mã đầm hồng hàng CN, em xả luôn 89.000. Đầm hồng hàng CN 89.000. Lên liền cho em mã đầm hồng hàng CN 89.000. Mấy chị hồng dùng cho em 89.000 CN. Lên liền cho em mã đầm hồng. Hồng son mignon. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã đầm. Ôi. Rồi lên liền cho em mã hoa dùng cho em. Con này hot lắm cả nhà ơi. Trên top top mấy chị ơi. Người ta review cái đầm này nhiều lắm luôn nè. Bạn gì Linh Vi gì đó cả nhà. Hoa dùng cho em đi, xả luôn cho mấy chị luôn. Hoa 89.000.
lên liền kem mã hoa dùng kem 89 ngàn. Hoa Nguyệt Nhi rồi lên liền kem mã váy đen CN dùng kem này 89 ngàn luôn, size S. Rồi lên liền kem mã váy đen size S 89 ngàn. Con này đẹp quá hèn. Mấy chị, cái cục này như chị chưa bắt ra like luôn á. Tại vì cái cục hàng CN này nó về hồi nào không nhớ đâu cả nhà ơi. Chưa hề like luôn á. Đây mấy chị. Lên liền kem mã váy đen 89 ngàn. Váy đen Nguyễn Phương Hàm chưa lên đâu cả nhà ơi. Nè. Rồi lên liền cho em mấy chị. Sỉ của nó là 230 nè. Giá sỉ nha. Đây là giá sỉ nha. Tại vì những cái hàng như thế này nè, người ta sẽ niêm yết giá sỉ ở đây nha mấy tình yêu nha. Xong về mấy bạn bán shop là người ta sẽ cắt cái mạc này đi để người ta bỏ cái tên của người ta vô nha mấy chị nha. 230 nè. Giá sỉ Ninh Hiệp đó cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã hồng mờ dùng cho em 89 ngàn luôn. Lên liền cho em mã hồng mờ 89 ngàn. 230 là giá sỉ đó cả nhà. Mấy bà cứ nghĩ đi về shop là giá bao nhiêu nha. Lên liền cho em mã hồng dùng cho. Hồng dùng cho em nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã hồng 89 ngàn. Lên liền cho em mã váy hồng. Rồi lên liền cho em mã sét tơ dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã sét tơ dùng cho em. Tơ nha cả nhà nha, 79 ngàn. Hồng mèo nâu. Rồi lên liền cho em mã sét tơ 79 ngàn. Rồi lên liền cho em mã sét tơ dùng cho em nè. Tơ nha cả nhà nha, 79 ngàn. Lên liền cho em mã sét tơ 79 ngàn dùng cho em. Rồi sách này siêu đi. Này mấy chị về mà mấy chị không mặc. Tơ 79 cho Hoàng Vinh Trường. Mình không mặc được cái áo á cả nhà. Mình có thể tận dụng được cái quần nha. Cái quần nó rất là đẹp luôn. Quần đẹp chưa mấy chị nha. Quần ống suông á, dài mà đẹp lắm. Hãy tặng luôn mấy chị sách này 69 ngàn. Lên liền cho em mặt sách trắng 69 ngàn. Lên liền cho em mặt sách trắng dùng cho em 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mặt sách hồng dùng cho em 79 ngàn. Lên liền cho em mà set hồng 79 ngàn. Set hồng này nhập đắt lắm nha. Set hồng này tới hàng 130 lần hết. Hay cả nhà. Rồi lên liền cho em mà set hồng dùng cho em. Hồng nha cả nhà nha. Chờ lấy chút thì dùng cho em mà set hồng. Hồng dùng cho em nè. Trắng số 9 thì Linh Nguyễn. Set hồng 79 ngàn. Còn cái này lên liền cho em mà áo vest. Em xả luôn mấy chị con áo vest này 99 ngàn. Lên liền cho em mà áo vest 99 ngàn. Thì bán cái áo vest 99 ngàn. Này mấy chị, mua đi mấy chị ơi. Mua đi có dịp mình mang á. Mình không có cần phải đi mua đắt á. Nè. Trời ơi, 50. Không, thì Thanh Nhung Ly nha. 52, 53 cái đổi lại mang ok. Lên liền cho em mã vét 99 ngàn. Có cầu vai cho mình luôn, nhìn cái hạt nút này. Mấy chị ơi, vét dùng cho em có cầu vai nha. Hàng hai lớp luôn, xịn lắm luôn á. 99 ngàn. Đẹp quá. Lên liền cho em mã vét. Rồi lên liền cho em mã set xanh hàng nhà Minh này 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã set xanh hàng nhà Minh 89 ngàn dùng cho. Rồi lên liền cho em mã set xanh hàng nhà Minh dùng cho. Size này là Hải đang cầm là tay mờ đó cả nhà. Mờ nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã set xanh dùng cho. Set xanh nha mấy chị nha. Đây này coi dãn cho mình nha. Lên liền cho em mã set xanh hàng nhà Minh 89 ngàn. Coi nha. 89 ngàn. Đây, cái này set yếm hàng của nhà Minh luôn, xây mờ luôn, 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mà set yếm 89 ngàn. Yếm dùng cho em nha, 89 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mà set yếm 89 ngàn. Đây, chân vái dùng cho em. Chân vái nha cả nhà nha. Chân vái cho Hải nè mấy chị nè. Kèm cho mình một con áo nè. Con này mấy chị ơi, ở bên đây nó phải có dây nè. Để cho mấy chị xỏ qua, mình cọt qua nha. Lên liền cho em mà set yếm dùng cho em 89 ngàn. Chiếm ngọc dầu. Rồi cái này lên liền cho em mà áo bèo dùng cho em nè. Lên liền cho em mà áo trắng bèo đi cả nhà. Áo trắng bèo nha, hãy tặng luôn cho mấy chị con này 69 ngàn. Lên liền cho em mà áo trắng của bèo dùng cho em. Áo trắng của bèo nha, 69 ngàn. Lên liền cho em mà trắng của bèo 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mà váy hồng dùng cho em. Váy hồng nha, xả luôn cho mấy chị 79 ngàn. Lên liền cho em mà váy hồng 79 ngàn. Váy hồng dùng cho em. Con này phun cho mấy chị nào mà 65kg đổ lại men ok. Lên liền cho em mã dùng cho em váy hồng. Hồng nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã váy hồng 79 ngàn.
vàng dùng cho em 79 nha. Rồi lên liền cho em mã váy nâu dùng cho em. Lên liền cho em mã váy nâu 79 ngàn luôn. Nâu dùng cho em. Không cho một tràn. Rồi lên liền cho em mã váy nâu đi cả nhà. Váy nâu này vải nó mát lắm luôn á. 79 ngàn. Lên liền cho em mã váy nâu 79 ngàn dùng cho em. Váy nâu nha 79 ngàn. Hay là vàng là máy không luôn á. Nâu vô Nguyễn Hà. Rồi đầm hoa hàng CN dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã đầm hoa hàng CN 89 ngàn. 89 ngàn. Size của Hải đang cầm là size cho mấy chị 52kg nè. Lên liền cho em mã váy hoa. Váy hoa này siêu siêu đẹp luôn. Váy hoa dùng cho em nha. Xả luôn 89 ngàn. Lên liền cho em mã váy hoa 89 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Xếp cam dùng cho em này. Xếp cam dùng cho em ha. Tặng với chị xếp này 79 ngàn. Lên liền cho em mã xếp cam 79 ngàn dùng cho em. Cam nha cả nhà nha. Cam này nó có mút ngực ở đây nè. Có mút ngực nha. Cái con này đi biển đẹp lắm luôn á. Nhiều bạn order lắm nha. Ở trong mấy cái nhóm order á. Rồi lên liền cho em mã cam dùng cho em. Nâu hết rồi cả nhà. Cái này là cái gì mà nó dày mô. Chị cái gì đi. Ồ. Nào cái này mặc kiểu gì. Cắt qua hả. Ôi da. Phải bán cái quần không nha. Cái quần này là size size S thôi cả nhà ơi. Quần size S. Quần size S nha mấy chị nha. Tặng mấy chị con quần này 59 ngàn. Lên liền cho em mã quần 59 ngàn. Quần nha. Đây này mấy chị ơi, chắc cái này là kiểu như là đắp đắp ngực á cả nhà, đắp qua đắp lại như thế này nè cả nhà nha. Xong rồi cột qua bữa nay không có hai bán đâu nên lại không có biết á. Chờ lấy thì chốt liền cho em rồi về mấy chị tự phố vô nha. Lên liền cho em mẫu quần 59 nha. Có cái thôi cả nhà. Lên liền cho em mẫu quần 59 nha. Rồi lên nốt mã cuối cùng nó xuống ai nha. Út nha. Rồi size M dùng cho em. Đầm kem size M 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã đầm kem size M 89 ngàn. Hả? Ừ, cái đó là để nghĩa như là mặc mà kiểu như là mấy chị mặc mà đắp qua đó. Mấy chị đắp qua ngực như thế này. Kiểu như mấy bạn mẫu hay mặc đó. Rồi lên liền cho em mã váy nâu 89 ngàn size M dùng cho em. Rồi nó mã này hãy xuống nè. Nha hẹn mấy chị tối nè. Váy kem 89 ngàn cho em ạ. Lên váy kem 89 ngàn. Kem 89 ngàn. Kem Phạm Nguyên. Rồi hãy tóc like nha mấy chị nha. Hẹn mấy chị tối nha. Bye bye mấy chị nha.